Và xin chào tất cả các anh chị đã đến với chương trình webinar xây dựng văn hóa học. Hiện nay thì ban tổ chức cũng đã bắt đầu mời các anh chị vào phòng. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì anh chị chúng ta có thể là cùng nhau chào hỏi trong cái phần chat của chương trình. Trong cái phần chúng ta có một phần liên quan đến kỹ thuật ở phía bên phải ấy, thì có phần chat câu hỏi, khảo sát và thành viên đó. Thì rất là mong anh chị chúng ta sẽ dành thời gian chat vào phần chat để cùng nhau giới thiệu để chúng ta biết là hôm nay chúng ta có thành viên năng lượng như thế nào ạ. Vâng, xin chào anh Tùng Phạm. Vâng, hiện nay thì tôi thấy có rất nhiều anh chị chúng ta đã bắt đầu vào phòng rồi. Thì anh chị chúng ta có thể chat vào phần chat để chúng ta cùng nhau chào hỏi, làm quen với diễn giả, làm quen với nhau ạ. Rất là vui hôm nay một buổi sáng thứ tư chúng ta cùng nhau trao đổi chủ đề tôi nghĩ rất là thú vị. Chủ đề liên quan đến xây dựng văn hóa học tập hiệu quả. Anh chị chúng ta vui lòng có thể chào nhau ở trong phần chat, cụ thể là tên, chức vụ và các cái đơn vị anh chị đang thực hiện. Và có thể nếu chị có một số câu hỏi thì ngoài những câu hỏi anh chị đã gửi cho ban tổ chức, anh chị có thể chat vào phần câu hỏi và sau đó chúng ta sẽ có phần Q&A vào cuối buổi. Xin chào chị Quỳnh Hoa ở công ty VNPost. Xin chào chị Linh Giang ở công ty Lotus. Anh chị chúng ta có thể cùng chào nhau trong phần chat từ câu chuyện đấy là cái thông tin cá nhân của anh chị và cái đơn vị anh chị đang tổ chức ạ, đang làm việc ạ. Hiện nay phòng chúng ta đã có hơn 50 người và chúng ta đang bắt đầu tiếp tục chương trình. Vâng, xin chào anh chị có thể chúng ta xin chào bạn Diệp, chị Diệp ở phòng đào tạo công ty LG Việt Nam ạ. Xin chào các anh chị. Rồi, xin chào tất cả anh chị. Xin chào tất cả anh chị. Xin chào anh Hà Vũ, xin chào anh Đông Phí. Anh chị chúng ta cái tên và chức vụ và đơn vị anh chị đang làm việc để chúng ta cùng làm quen với nhau ạ. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay ngoài chủ đề văn hóa học tập, chúng ta cũng có cơ hội để làm quen tương tác với nhau. Và tôi nghĩ rằng là sau chương trình này chúng ta sẽ có những kết nối, chúng ta có thể có những hỗ trợ nhau trong công việc. Ngoài những câu hỏi anh chị chúng ta đã đặt câu hỏi cho ban tổ chức, anh chị vui lòng có thể đặt thêm câu hỏi trong cái phần box bên cạnh chat, đấy là phần câu hỏi. Sau đó thì ban tổ chức cũng sẽ tổng hợp những câu hỏi phù hợp để gửi tới anh chị. Hiện nay thì ban tổ chức đang tắt phần mic của anh chị nên chúng ta có thể chưa có phần tương tác về liên quan đến tương tác về mặt âm thanh. Tuy nhiên chúng ta đã bắt mở phần chat, anh chị vui lòng hãy chat vào đó thì chúng ta có thể làm quen lẫn nhau. Vâng, xin chào anh chị. Hiện nay thì tôi thấy là cũng có rất là nhiều anh chị chúng ta đã vào phòng. Thì anh chị có thể cùng nhau chat để chúng ta làm quen lẫn nhau. Đặc biệt là anh chị có thể giới thiệu về cái đơn vị anh chị đang làm việc. Và nếu anh chị có những câu hỏi liên quan đến chủ đề là xây dựng văn hóa học tập hiệu quả, anh chị vui lòng hãy đặt câu hỏi cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ có phần giải đáp anh chị vào phần cuối buổi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự dẫn dắt bởi hai diễn giả rất là kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học tập. Rất mong anh chị chúng ta sẽ có những câu hỏi thú vị để chúng ta có phần chia sẻ. Hiện nay thì ban tổ chức cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các anh chị. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung vào những câu hỏi để làm sao chúng ta bắt đầu chương trình. Vâng, hiện nay thì phía ban tổ chức cũng đã có một phần câu hỏi rất là thú vị liên quan đến chủ đề văn hóa học tập. Và đây cũng là một cái chủ đề mà chúng ta có thể trao đổi trong chương trình. Anh chị vui lòng xem cái phần khảo sát. Thì trong đó chúng tôi có một câu hỏi liên quan đến chủ đề văn hóa học tập. Thì chúng ta có những cái khảo sát sơ bộ về những anh chị mà đang tham dự chương trình này. Cái phần khảo sát ấy, anh chị đang online, anh chị vào phần khảo sát. Thì chúng ta có phần là câu hỏi đó. Thì câu hỏi của ban tổ chức là hiện tại doanh nghiệp của bạn đang chú trọng vào thứ nhất là các thông số về đào tạo như số giờ, số khóa đào tạo này, số lượng nhân viên được đào tạo này. Phương án thứ hai đây là các hiệu quả đào tạo gắn với trực tiếp hiệu quả kinh doanh. Và thứ ba là cả hai phương án trên. Anh chị chúng ta vui lòng nhìn vào cái phần phía bên phải của màn hình thì có cái phần khảo sát, có cái tab khảo sát ạ. Anh chị vào đó chúng ta cùng nhau vote để chúng ta xem. Nhưng hiện nay thì ở tổ chức các anh chị về văn học tập cũng đang tập trung vào cái chủ đề nào, các chỉ số hay là các hiệu quả liên quan đến đào tạo.
Rồi, xin chào chị anh Hiệp Lê, đang phụ trách đào tạo nội vụ tại Hướng Nghiệp Á Âu. Rất là mong có những phần chia sẻ với anh chị. Vâng, phía ban tổ chức cũng đã bắt đầu có nhận được một số câu hỏi của các anh chị, và để chúng ta có những phần tương tác trước khi diễn giả bắt đầu. Về hiện nay thì tôi nghĩ rằng là đầu giờ thì mọi người cũng đang bận giải quyết một số vấn đề cá nhân, nên có thể chúng ta sẽ bắt đầu chương trình muộn hơn một chút. À, vậy thì anh chị xem ở phần bên tab bên phải ấy, chúng ta có bốn cái tab là chat này, câu hỏi này, khảo sát và thành viên. Anh chị vui lòng hãy ấn vào phần khảo sát, và ban tổ chức cũng có một số câu hỏi gửi tới anh chị liên quan đến cái văn hóa học tập tại doanh nghiệp của anh chị. Anh chị vui lòng chúng ta hãy dành thời gian, chúng ta hãy làm cái câu trắc nghiệm mà ban tổ chức đã dành thời gian để đưa ra để chúng ta có phần tương tác. Anh chị vào phần khảo sát thì ở đây chúng tôi có một câu hỏi gửi tới anh chị để chúng ta cùng khảo sát về cái văn hóa học tập tại anh chị. Câu hỏi cụ thể là: hiện tại doanh nghiệp của bạn chú trọng vào phương án thứ nhất là có thông số cơ bản về đào tạo, số giờ này, số khóa này, số lượng nhân viên được đào tạo. Phương án thứ hai là hiệu quả đào tạo gắn trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Phương án thứ ba là cả hai phương án trên. Anh chị chúng ta vui lòng vào phần khảo sát để chúng ta đặt những câu hỏi cho ban tổ chức ạ. Đặt phần khảo sát cho ban tổ chức ạ. Và hiện nay phòng chúng ta có hơn 81 người và chúng ta cũng đang tiếp tục phê duyệt những người tiếp theo vào phòng. Vâng, không biết anh chị có nghe rõ tôi nói không ạ? Nếu anh chị nghe rõ tôi nói, anh chị vui lòng hãy chat vào phần phần chat là tôi rõ để Nam có thể biết được anh chị chúng ta đang nghe rõ phần câu hỏi ạ. Cảm ơn chị Huyền Trang, xin cảm ơn anh Vương Hoàng, xin cảm ơn anh Tuấn Anh, xin cảm ơn chị Như Hồ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Vậy thì trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng nhau chào hỏi lẫn nhau, giới thiệu bản thân. Song song đó thì giới thiệu anh chị là đang phụ trách tại đào tạo tại đơn vị nào. Và hôm nay thì có rất nhiều anh chị đến từ nhiều doanh nghiệp ở miền Nam, miền Bắc, miền Trung, có rất nhiều anh chị ở Vũng Tàu, Sóc Trăng. Thì rất là hôm nay chúng ta rất là vui được gặp nhau trên mây thì rất là thú vị. Và tôi tin rằng anh chị cũng đang rất là quan tâm đến cái chủ đề, tôi tin rằng là rất thú vị, đó là chủ đề liên quan đến văn hóa học tập. Thì phía ban tổ chức cũng có phần khảo sát ở trong cái tab bên phải đấy. Bên cái ô chat thì có một cái ô là khảo sát, thì ban tổ chức cũng có một câu hỏi liên quan đến cái văn hóa học tập tại anh chị. Anh chị vui lòng đặt câu hỏi, đặt cái phần vote để chúng ta có thể nắm được sơ bộ về cái tình hình văn hóa học tập tại đơn vị. Để sau đó hai diễn giả chúng ta sẽ có những cái phần chia sẻ tới anh chị về cái thực tiễn triển khai văn hóa học tập tại rất nhiều đơn vị. Từ doanh nghiệp FNC, từ những doanh nghiệp đa quốc gia, từ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và cả những doanh nghiệp tại Việt Nam nữa. Và hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có phần trao đổi rất là thú vị. Hiện nay thì ban tổ chức cũng đã bắt đầu chuẩn bị bắt đầu chương trình. Tuy nhiên thì anh chị chúng ta cũng đã bắt đầu phê duyệt vào người. Nhưng có thể là ngày hôm nay bắt đầu chương trình thì có thể một số anh chị cũng đang chuẩn bị công việc, thì chúng ta có thể bắt đầu muộn hơn một chút. Thì trong thời gian đó thì anh chị vui lòng chúng ta có phần câu hỏi ấy. Anh chị chúng ta hãy đặt những câu hỏi cho ban tổ chức. Thì hiện nay trước khi bắt đầu chương trình thì ban tổ chức cũng đã nhận rất nhiều câu hỏi của các anh chị. Tuy nhiên chúng tôi rất là mong muốn được nghe những câu hỏi trực tiếp tại các anh chị đang online. Và tôi tin rằng là một buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều chia sẻ thú vị về văn hóa học tập. Với kinh nghiệm của chúng tôi để tham gia cái chương trình online để hiệu quả ấy, thì anh chị chúng ta hãy có thể kiểm tra lại đường truyền internet, và có thể để tốt nhất thì anh chị hãy chuẩn bị thêm một máy điện thoại nữa, để nếu trường hợp mà nếu cái máy tính của anh chị gặp vấn đề sự cố đường truyền, anh chị có thể có cái mobile để backup. Ngoài ra nếu anh chị có những câu hỏi nào, anh chị vui lòng hãy đặt câu hỏi cho ban tổ chức và chúng tôi sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp với cái nội dung tập trung ngày hôm nay là văn học tập, chúng tôi sẽ chia sẻ tới anh chị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chờ đúng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Thì trong thời gian này, anh chị chúng ta hãy block thời gian của mình. Có thể anh chị hãy chuẩn bị một cốc nước, một ít sổ bút để chúng ta có thể ghi chép lại những cái nội dung ngày hôm nay. Và tôi tin rằng với những kinh nghiệm từ phía anh Dương Thanh Sơn và anh Vương thì chúng ta sẽ có nhiều chia sẻ để có thể là cùng nhau áp dụng, có những cái suy tư về văn học tập tại đơn vị của mình. Từ đó có thể có những cái áp dụng, có những cải tiến tại đơn vị của mình. Và ngày hôm nay tôi cũng biết rằng là ở trong phòng của chúng ta có rất nhiều anh chị chúng ta đang phụ trách công tác đào tạo, rất nhiều anh chị đang phụ trách công tác là điều hành tại đơn vị của mình, thì tôi tin chia sẻ rất thú vị.
Và hiện nay thì ban tổ chức chúng ta cũng đang đúng 5 phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn sự tham gia của anh Hoàng Danh Tiến ở công ty Eco IT. Xin cảm ơn anh Sương Hòa, phụ trách IT tại công ty Vũ Hoàng Minh. Xin cảm ơn anh Lê Hoàng Vũ, phụ trách vận hành tại công ty Pime Fasco. Xin cảm ơn sự tham gia chị Bằng Lê, phụ trách đào tạo tại ngân hàng SHB. Xin cảm ơn chị Phương Lê, phụ trách đào tạo tại công ty Sungovina. Xin cảm ơn chị Linh Giang, phụ trách đào tạo tại tập đoàn Lotus Group. Xin cảm ơn chị Trang Nguyễn và phụ trách đào tạo công ty Hawi. Xin cảm ơn chị Trà Linh, phụ trách đào tạo tại Vincom Detail. Xin cảm ơn chị Kim Nguyễn, trợ lý tổng giám đốc của BCG. Nếu anh chị chúng ta gặp vấn đề về sự cố, anh chị có thể là cùng nhau có thể là trao đổi với ban tổ chức. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị chương trình, đúng 2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Xin cảm ơn anh Trần Dư, phụ trách đào tạo tại The Coffee House. Xin cảm ơn chị Trần Anh, phụ trách đào tạo tại VN Direct. Xin cảm ơn anh Tạ Bá Hiến, phụ trách đào tạo tại. Xin cảm ơn chị Đoàn Tố Quyên, phụ trách đào tạo tại công ty Solution. Xin cảm ơn chị Đoàn Phương Anh, phụ trách đào tạo tập đoàn KNG Việt Nam. Hiện nay thì chúng ta trong phòng chúng ta có rất nhiều anh chị là phụ trách đào tạo tại rất nhiều đơn vị ở khu vực phía Bắc, ở khu vực phía Nam, miền Trung, rất nhiều khu vực tỉnh thành. Vì thế là đây cũng là cái cơ hội để chúng ta có những sự kết nối trong công việc. Thì anh chị có thể nhắn vào phần chat để chúng ta có thể có những sự kết nối trong công việc ạ. Xin cảm ơn chị Hồng Ân, phụ trách đào tạo tại công ty BITIS. Xin cảm ơn chị Lê Vân Mây, chủ tịch tập đoàn Lotus Group. Xin cảm ơn chị Lưu Thùy Hương, phụ trách đào tạo tại công ty Usdor Việt Nam. Xin cảm ơn chị Hàng Bùi, Porta Group, một đơn vị rất là lớn trong ngành công nghệ. Vâng, có lẽ là tôi không biết anh chị có nghe rõ không ạ? Anh chị có thể chat vào phần nghe rõ để chúng để tôi đảm bảo anh chị đang kết nối với tôi để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ ạ. Vâng ạ, anh chị có thể chat vào phần chat để chúng tôi xác nhận là nghe rõ để chúng tôi bắt đầu chương trình. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Vậy có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ luôn. Thì cũng rất là chào mừng anh chị đến với chương trình xây dựng phần học tập hiệu quả do Học viện Quản trị HRD Academy và nền tảng quản trị base.vn tổ chức. Trong quá trình chúng tôi tiếp xúc với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là rất nhiều anh chị CEO, tất cả anh chị liên quan đến phụ trách M&D hay là phụ trách công tác nhân sự cũng gặp vấn đề rất là nhiều về văn học tập, và tôi cũng biết rằng là anh chị có rất là nhiều trăn trở để làm sao xây dựng văn học tập ở đơn vị của mình, làm sao để CEO quan tâm hơn, làm sao để quản lý cấp trung thì sẽ ủng hộ mình trong công tác đào tạo, hay là nhân viên làm sao họ sẽ dành thời gian cho công tác đào tạo nhiều hơn. Vậy thì qua cái tiếp xúc của HRD Academy cũng như Base.vn, chúng tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều nhóm doanh nghiệp. Nhiều nhóm doanh nghiệp ở đây, đấy là những doanh nghiệp liên quan đến các cái khối cọp lớn ở Việt Nam như các khối ngân hàng, công ty MNC, cũng như chúng tôi cũng đang trực tiếp, HRD thì đang trực tiếp đào tạo cho rất nhiều đơn vị quy mô, các doanh nghiệp đang chuyển đổi, phát triển tổ chức rất là nhanh. Cũng như Base.vn cũng đang tiếp xúc rất nhiều doanh nghiệp chúng ta chuyển đổi hệ thống quản trị. Thì qua đó chúng tôi thấy rằng một có cái nhu cầu là anh chị đang rất quan tâm để chủ đề văn hóa học tập. Vậy thì ngày hôm nay hai đơn vị của chúng tôi cũng đang sẽ có phần kết hợp để chúng ta cùng nhau tổ chức một chủ đề. Tôi tin rằng nó sẽ rất giá trị ngày hôm nay. Thì chương trình chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm từ bây giờ cho đến 11 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là liên quan đến văn hóa học tập trong tổ chức. Thì phần này sẽ có sự dẫn dắt bởi anh Dương Thanh Sơn, chuyên gia cao cấp của HRD Academy. Anh Sơn là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&D, và anh Sơn cũng đã từng phụ trách vị trí đào tạo tại rất nhiều đơn vị có quy mô lớn của trong nước và quốc tế. Một số vị trí anh Sơn đã đảm nhiệm đấy là giám đốc trung tâm đào tạo Eximbank, VIB, Sacombank, Big C, hay là giám đốc toàn quốc phát triển năng lực của Coca-Cola, hay là Techcombank.
thì tôi tin rằng là với sự nghiên cứu bài bản về R&D cũng như các thực tiễn trong công tác đào tạo phát triển năng lực tổ chức, anh Sơn sẽ có nhiều chia sẻ tới anh chị. Phần thứ hai, chúng ta sẽ có câu chuyện thực tiễn tại một doanh nghiệp Việt Nam có quy mô cỡ vừa, và là câu chuyện là đây là một doanh nghiệp tôi tin rằng là sẽ có rất nhiều bài học ở chúng ta. Một doanh nghiệp Việt Nam phát triển rất nhanh trong 3 năm, từ 0, từ 3 người lên 250 người vào cuối năm 2009 và tăng trưởng doanh thu 5 lần sau mỗi năm. Đấy là câu chuyện của Bay.vn, và ngày hôm nay trong câu chuyện đó thì sẽ được sự dẫn dắt bởi anh Hoàng Trung Thiên Vương, hiện nay là CMO của Bay.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có với nhau 2 tiếng, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có rất nhiều điều thú vị. Về ban tổ chức, tôi xin phép được giới thiệu. Tôi là Lê Hữu Nam, hiện nay là giám đốc vận hành tại Học viện Quản trị HRD Academy. Thì ở đây thì tôi cũng xem danh sách thì có một số anh chị cũng đã biết đến tôi cũng như HRD Academy. Tuy nhiên tôi cũng giới thiệu nhanh, hiện nay thì HRD Academy là một đơn vị đang là đối tác phát triển năng lực tổ chức, phát triển năng lực đào tạo cho rất nhiều đơn vị lớn như là Vingroup, FLC, Vietinbank, Vietcombank, Sungu hay là Meko Việt Nam. Bên cạnh đó thì đơn vị chúng tôi cũng là đơn vị tiên phong khởi xướng các hoạt động liên quan đến xây dựng cộng đồng R&D, như anh chị làm R&D chuyên nghiệp. Và về Bay.vn thì hiện nay là một công ty công nghệ hàng đầu trong xây dựng các nền tảng quản trị doanh nghiệp. Và hiện nay thì Bay.vn cũng đang hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp ở trong rất là nhiều mảng. Hiện nay có hơn 5.000 khách hàng, đấy là VIB, VPBank, Golden Gate, Pizza Hut, Coffee House, Parmesan, thì rất nhiều cái thông tin để có thể anh chị ta cùng chia sẻ. Vậy thì trước khi bắt đầu chương trình thì đại diện ban tổ chức tôi cũng có một phần chia sẻ tới anh chị về cái nội quy tham dự chương trình. Thì nếu anh chị có những câu hỏi nào tới ban tổ chức, anh chị vui lòng và tap câu hỏi ấy. Tap câu hỏi để ban tổ chức chúng ta sẽ dành thời gian để vote và có thể là trả lời phần cuối câu hỏi. Thì sau phần chia sẻ của hai diễn giả, chúng ta sẽ có phần Q&A. Có phần Q&A thì chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau. Sau đó, bên cạnh đó thì trong phần chat, anh chị vui lòng hãy chat tập trung vào cái chủ đề văn hóa học tập. Còn nếu những câu hỏi nào không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi xin phép sẽ dành thời gian cho những buổi workshop tiếp theo. Vâng. Có lẽ tôi cũng không để anh chị chờ lâu, thì sau đây tôi xin mời anh Dương Thanh Sơn, chuyên gia cao cấp của HRD Academy, sẽ trình bày phần chia sẻ với anh chị về chủ đề văn hóa học tập trong tổ chức. Và tôi tin rằng anh Sơn sẽ có rất nhiều bài học kinh nghiệm, rất nhiều cái chia sẻ về văn hóa học tập tại các tập đoàn MNC lớn và các cọp lớn tại Việt Nam. Xin mời anh Dương Thanh Sơn ạ. Các anh chị có nghe tôi rõ không ạ? Rồi, tôi xin phép được chia sẻ phần trình bày của mình. Đầu tiên thì tôi xin phép được chia sẻ một cái câu chuyện mà năm ngoái khi mà tôi qua Singapore, tôi tham dự hội thảo về innovation của Singapore. Hội thảo này là một hội thảo cực kỳ lớn về sáng tạo của Singapore, hội tụ khoảng 15.000 người về tất cả những cái lĩnh vực đang dẫn đầu về công nghệ hiện nay, chẳng hạn như fintech, edtech, medtech hoặc là insurtech hoặc là proptech. Tất cả những cái thuật ngữ đó nó đều xuất phát từ cái việc mà ứng dụng của công nghệ trong các lĩnh vực như là tài chính ngân hàng nè, trong lĩnh vực giáo dục nè, trong lĩnh vực y khoa nè, trong lĩnh vực bất động sản cũng như là trong lĩnh vực bảo hiểm. Và bây giờ mới là tới cái phần mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây. Các bạn biết là sau khi mà kết thúc cái hội thảo 2 ngày ở Singapore, học được rất nhiều, và tôi bị do quá hào hứng phấn khích nên tôi bị lỡ chuyến bay. Tôi tưởng là mình lỡ chuyến bay. Và các bạn biết là chỉ lúc mà tôi bước xuống dưới chỗ nhà ga T4 á, thì lúc đó là chuyến bay chỉ còn khoảng đó chỉ còn cái giờ boarding pass, nó chỉ còn khoảng 15 phút thôi. Thì câu hỏi của tôi cho các bạn nè, theo các bạn từ lúc tôi đặt chân xuống nhà ga T4 cho tới lúc tôi vào chỗ quầy an ninh là tôi mất bao nhiêu phút? Các bạn. Rồi, để không mất thời giờ của các bạn thì tôi chia sẻ luôn. Tôi mất tổng cộng là chính xác là 7 phút kể từ lúc tôi bước chân từ taxi cho tới lúc tôi vào luôn chỗ cổng an ninh của nhà ga T4 của Singapore.
họ đã làm điều đó như thế nào. Đầu tiên á, là tôi scan cái boarding pass ở đây như các chị thấy ở trên màn hình nè. Rồi. Cái này thì Tân Sân Bay Tân Sơn Nhất cũng có đúng không ạ? À? Các chị nói ở Sân Bay Tân Sơn Nhất có thì của Việt Nam cũng có rồi, đâu có cứ gì Singapore đúng không? Tuy nhiên tới cái phần này mới làm tôi hoảng hồn. Trên cái phần mà các anh chị thường gặp là các chị đưa cái tại vì buổi của tôi có hành lý, thành ra tôi sẽ tới với phải tới cái quầy của quầy check-in để cân hành lý và hoàn toàn không có một bóng người. Tất cả những việc, tất cả những gì tôi làm là tôi để cái hành lý của tôi lên và tôi cân, nếu mà quá cân thì tôi sẽ tới bộ phận thủ quỹ để tôi information desk để tôi đóng tiền. Còn nếu như hợp là nó sẽ đẩy đẩy hành lý tôi vào và sau đó là tôi đi qua cái bộ phận an ninh, tất cả đều tự động và sử dụng bằng máy hết. Và đó là lý do tại sao tôi chỉ mất đúng 7 phút. Các anh chị thử hình dung ở sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là sân bay Nội Bài, chắc chắn các anh chị sẽ thấy là rất nhiều nhân viên có mặt ở trên cái quầy information, ở trên quầy check-in như thế này. Tuy nhiên, công nghệ đã thay đổi tất cả. Vậy thì, câu trả hỏi cho các anh chị. Khi mà các anh chị trở về với doanh nghiệp của mình, các anh chị có hình dung được là trong tương lai, doanh nghiệp của các anh chị phải thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh cũng như là các anh chị phải thích ứng với sự thay đổi của khách hàng, trong nhu cầu của khách hàng. Vậy thì nhân viên của mình đã đáp ứng với điều đó như thế nào? Rõ ràng cái dịch vừa Covid vừa qua, các anh chị thấy là chúng ta đã phải vật vã như thế nào và thậm chí có một hàng loạt những doanh nghiệp đã đóng cửa. Đây là con số ở của Mỹ ha. Tổng cộng là những cái mô hình kinh doanh đang thay đổi. Chỉ có 12 công ty trong cái danh sách Fortune 500, tức là danh sách 500 công ty lớn hàng đầu thế giới. Thì nó không, từ năm 1955 thì bây giờ chỉ có 12% công ty hoạt động. Và chỉ trong năm ngoái thôi, 26% công ty hiện diện, không còn hiện diện trong cái danh sách này. Đó là ở nước ngoài, ở Việt Nam thì chắc chắn anh chị sẽ có những con số còn khủng khiếp hơn nhiều. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm sao doanh nghiệp chúng ta có thể tồn tại trong môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt này? Thì ông giám đốc học viện MIT chuyên về organization learning ấy, thì ông tên là Peter Sand, ông nói một câu: trong dài hạn lợi thế cạnh tranh bền vững và duy nhất chính là khả năng của doanh nghiệp của các anh chị. Khả năng gì? Là khả năng học tập nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Tôi xin điểm qua một cái báo cáo của Persin về các hình thức học tập đã thay đổi rất lớn trong những thập kỷ vừa qua như thế nào. Thì cái báo cáo này là họ làm cho trên thế giới các chị ha. Tuy nhiên thì Việt Nam mình sẽ đi sau một chút. Thì từ năm một giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2002 thì là hình thức e-learning. Thú vị đúng không? Ở Việt Nam mình bây giờ mọi người vẫn đang mày mò e-learning là như thế nào và vẫn đang chuộng hình thức 100% là hình thức đào tạo trên lớp. Qua dịch mùa dịch Covid vừa rồi thì chúng ta cũng biết một số tổ chức là cũng bắt đầu mon men vào e-learning. Và hình thức vào năm 2005 đó thì nó bắt đầu có cái khái niệm là talent management, quản trị nhân tài, và tất cả những cái chương trình đào tạo của họ đều tập trung vào cái việc là phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Và rất nhiều các khóa đào tạo vào năm 2010 đó, thì cái khái niệm continuous learning, tức là học tập liên tục, thì lúc này học tập dựa trên nhu cầu của cá nhân cũng như là kết hợp những cái khóa đào tạo với lại cái sự phát triển của doanh nghiệp. Vào năm 2018 thì nó có tới cái giai đoạn là digital learning, có nghĩa là số hóa tất cả những cái hoạt động learning của doanh nghiệp. Thì học viên nhân viên họ có thể học ở tất cả mọi nơi, mọi lúc, và nó áp dụng cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Và năm 2020 đó thì cái việc học tập nó sẽ theo cái luồng xử lý công việc. Họ sẽ chú trọng về việc là học tập dựa trên cái nhu cầu của công việc cũng như là dựa trên cái platform của cái công việc đòi hỏi đó. Như vậy cái văn hóa học tập là như thế nào? Một cái tổ chức học tập
tiếng Anh là Learning Organization đó, là một cái tổ chức mà họ được trang bị những cái kỹ năng sáng tạo, tiếp thu cái mới trong việc và đặc biệt đó, là chuyển giao tri thức của tổ chức. Institutional, cái đó nó gọi tiếng Anh đó là Institutional Knowledge Transformation. Thì cái này á là nghĩa là khi mà một cái đã được xây dựng nên và bởi một số cá nhân thì nó sẽ được truyền, nó sẽ được có một một cái nơi nó lưu giữ lại và nó truyền từ 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 các phòng ban này hoặc phòng ban khác mà không phụ thuộc vào con người. Đồng thời á là cái việc cái tổ chức học tập này đó nó sẽ điều chỉnh hành vi để phản chiếu những cái kiến thức cũng như những kỹ năng mới để thích nghi với cái môi trường hoạt động kinh doanh. Và bây giờ thì tới lượt tôi muốn hỏi các anh chị là theo các anh chị hiện nay các anh chị trong trong cái doanh nghiệp của mình đó thì các thông số các anh chị doanh nghiệp của các anh chị chú trọng vào những cái thông số căn bản nào? Ví dụ như số 1 là câu trả lời số 1 là các thông số căn bản về về đào tạo như số giờ, số khóa, số lượng nhân viên được đào tạo bao gồm là cán bộ quản lý lẫn nhân viên hoặc nhân viên mới. Và câu hỏi số 2 là câu trả lời số 2 là hiệu quả đào tạo gắn liền trực tiếp với cả kinh doanh. Và câu số 3 là cả 1 và 2. Rồi các anh chị đã trả lời ở trên khảo sát và xin ban tổ chức vui lòng cho tôi xem cái kết quả khảo sát ạ. Lòng hãy để ở phần khảo sát ạ. Hiện nay thì tôi thấy có một số anh chị chat, thì anh chị có thể vào phần khảo sát, nó có nghe cái tab ở bên cạnh chat ạ. Anh chị vào phần tab bên cạnh Các chat. anh chị hãy hãy dành thời gian trả lời phần chat này bởi vì phần khảo sát này bởi vì nó sẽ rất là quan trọng để các anh chị điều chỉnh cái văn hóa học tập tại tổ chức của mình. Hiện nay văn hóa học tập của tổ chức mình đó, đa phần đều chú trọng về cái việc số lượng là bao nhiêu giờ đào tạo, số khóa đào tạo hoặc số lượng nhân viên được đào tạo. Bản thân tôi là một giám đốc đào tạo, thông thường khi tôi báo cáo kết quả đào tạo, tôi thường dựa vào những thông số này. Hoặc là những có những tổ chức hiệu quả hơn thì họ có thể gắn cái hiệu quả đào tạo có phản ánh phần nào gắn với cái kết quả kinh doanh. Rồi. Và bây giờ xin phép ban tổ chức cho tôi xem cái kết quả khảo sát ạ. Vâng, hiện nay thì anh Sơn có thể vào phần khảo sát ở phía cái bên phải. Submit vote. Rồi, Sơn thấy rồi, Sơn thấy rồi. Nhưng mà cái phần submit vote thì sau khi submit thì mình sẽ xem được đúng không ạ? Như vậy tôi có thấy là cả hai phương án trên là 50 hiệu quả đào tạo gắn liền trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó 11% là các thông số cơ bản về đào tạo số giờ, số khóa. Khá là thú vị. Và bây giờ tôi sẽ đi tiếp. Tôi sẽ đi tiếp. Các anh chị vẫn thấy slide trên màn hình đúng không ạ? Vâng, chúng ta thấy Hiện tại thì văn hóa học tập của chúng ta, nếu không muốn nói trên toàn thế giới thì hiện nay ở Việt Nam mình văn hóa học tập chỉ chú trọng vào việc tham gia học tập mà thôi. Có nghĩa là chúng ta ghi nhận cái việc là các bạn nhân viên họ học tập như thế nào. Thì thông qua hai hình thức đó, nó hình thức tập học tập chính thức và hình hình thức học tập không chính thức, nó có những cái nội dung thông tin như sau. Cái thứ nhất á, là họ chúng ta sẽ đầu tư rất là nhiều về việc đa dạng cái hình thức học tập chính thức này, chẳng hạn như đào tạo trên lớp nè, đào tạo qua chứng chỉ nè, rồi đào tạo qua e-learning. Phần thứ hai của cái văn hóa học tập chỉ chú trọng vào việc tham gia học tập, tức là learning participation. Họ xây dựng cái nội dung học tập này dựa trên những cái nội dung chính thức trong trong cái tổ chức đó, formal learning các bạn. Và nội dung thứ ba đó thì nó nằm trong cái phần hình thức học tập không chính thức, informal learning, thì chúng ta gắn kết các quản lý tham gia vào các hoạt động đào tạo. Và cái phần cuối cùng, phần số 4 đó, thì họ chú trọng của việc cái tầm quan trọng của việc học tập qua qua công việc. Thì tất cả những bốn yếu tố này là nó đặc trưng cho cái văn hóa học tập chỉ chú trọng vào việc tham gia học tập. Như vậy khuynh hướng hiện nay trên thế giới như thế nào? Thì đây là một cái báo cáo của CEB, thì sau đó thì tôi sẽ
sẽ gửi link cho các anh chị để load cái báo cáo này về. Hiện nay xu hướng dịch chuyển của văn hóa học tập từ việc chú trọng vào việc tham gia học tập, learning participation, thì họ chuyển sang cái văn hóa học tập hiệu quả, thì nó là productive learning culture. Thì đặc điểm của từng cái yếu tố này như thế nào? Đối với cái văn hóa học tập chú trọng vào việc học tập đó, thì nó có ba cái nội dung chính như sau. Cái thứ nhất là họ gia tăng cái sự lựa chọn trong việc học tập. Tức là ở doanh nghiệp đó, họ tăng cao cái số lượng khóa học và cơ hội học tập của nhân viên. Và cái thứ hai nữa, họ xây dựng cái việc mà họ thiết kế những cái giáo trình mà học tập ở trong tổ chức đó đó, thì họ thiết kế dựa trên là tiêu chí dạy các kỹ năng và kiến thức liên quan tới kinh doanh. Và cái thứ ba đó là họ khuyến khích nhân viên học tập vì cái nhu cầu cá nhân của cái nhân viên đó, tức là tập trung vào việc khuyến khích nhân viên học tập càng nhiều càng tốt. Như vậy cái hình thức, cái nội dung của văn hóa học tập hiệu quả như thế nào, productive learning culture, nó có ba cái hình thức chính. Cái thứ nhất á, là họ cho phép được lựa chọn trực tiếp, tức là họ lựa chọn những nhân viên, họ lựa chọn những cái khóa học nó có liên quan, bắt buộc phải có liên quan và phù hợp với lại chiến lược kinh doanh của công ty vào thời điểm đó. Và cái thứ hai nữa, phần này là vô cùng quan trọng để xây dựng cái văn hóa học tập hiệu quả, đó là họ xây dựng người học chứ không phải là xây dựng nội dung học. Cái việc học tập này là họ sẽ hướng dẫn nhân viên cái cách học, cách thức học, how to learn. Ở cái phần mà cái văn hóa học tập chú trọng vào cái văn hóa học tập chú trọng vào việc tham gia đó, thì họ chú trọng vào việc dạy what to learn, dạy các kỹ năng và kiến thức kinh doanh. Còn ở cái phần mà productive learning culture đấy, thì họ dạy họ dạy nhân viên đó, là cái cách thức học, các kỹ năng và kiến thức kinh doanh. Và cái phần thứ ba đó là cái vai trò của việc xây dựng cái văn hóa học tập hiệu quả ở đây á, là họ sẽ giúp các nhân viên họ sẽ cùng nhau chia sẻ vai trò học tập vì tổ chức và xây dựng cái nền văn hóa đó, chứ không phải họ chỉ học vì cái mục đích cá nhân của họ. Và nếu như chỉ dựa vào cái việc là cái tổ chức mà sang và xây dựng văn hóa học tập hiệu quả, thì cái theo cái thống kê của CEB á, thì nó chỉ có 10% cái tổ chức có cái việc xây dựng văn hóa học tập hiệu quả mà thôi. Nào. Và đây là cái mô hình của làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một cái nền văn hóa học tập hiệu quả trong cái tổ chức đó, thì nó có ba cái thành tố chính anh chị lưu ý ha. Thứ nhất á, là cơ hội học tập, cái thứ hai là cái khả năng học tập, và cái thứ ba là cái môi trường học tập. Ở cái môi trường văn hóa học tập hiệu quả đó, thì nhân viên sẽ học như thế nào, học cái cách học, how to learn, và học những nội dung gì, what to learn. Và cái hai cái phần này nó sẽ được dẫn dắt bởi những cái cơ hội học tập, cái khả năng học tập và môi trường học tập phù hợp trong cái tổ chức đó. Thì tôi sẽ đi vào cái yếu tố đầu tiên, tức là cái cơ hội học tập. Về cái cơ hội học tập thì học nhân viên họ sẽ có khả năng lựa chọn những cái khóa học liên quan trực tiếp, các chị lưu ý là liên quan trực tiếp tới công việc của họ đang đảm trách, cũng như cái mục tiêu phát triển của tổ chức, chứ không chú trọng vào việc là học càng nhiều càng tốt như Việt Nam mình là không bổ bề ngang cũng nang bề dọc. Thì ở đây mình chỉ học những khóa nào và nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của công ty. Phần thứ hai là khả năng học tập, thì nhân viên ở đây họ không chỉ học cái nội dung mà họ phải học cái cách thức học tập. Bởi vì sao? Như ở đầu tôi có nói với anh chị, cái đối khi mà cái môi trường kinh doanh mình thay đổi liên tục như hiện nay, thì nếu mà chúng ta chỉ dạy những kiến thức thì chỉ trong vòng 6 tháng hoặc năm, tất cả những cái kiến thức và kỹ năng đó nó hoàn toàn bị lỗi thời. Nếu mà chúng ta hướng dẫn nhân viên của chúng ta cái cách thức mà học tập, thì khi mà những cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh thì họ ngay lập tức họ sẽ biết cách là họ tổng hợp những cái thông tin và những cái kỹ năng cần thiết nào để phục vụ cho cái công việc của họ, cũng như là để hiệu quả công việc nó phát triển một cách tốt nhất. Và yếu tố thứ ba tức là môi trường học tập, thì nhân viên họ sẽ chia sẻ cái vai trò xây dựng cái văn chia sẻ cùng nhau chia sẻ cái văn hóa học tập vì cái tổ chức, chứ họ không chỉ học vì cái nhu cầu phát triển của cá nhân. Và phần kế đến là tôi sẽ nói như vậy thì cái vai trò của các bên trong cái văn hóa học tập nó sẽ như thế nào.
Các bạn làm ở trung tâm đào tạo cũng như là ở phòng hành chính nhân sự thì chắc hẳn chúng ta sẽ đối mặt với việc là tất cả những các vấn đề liên quan tới đào tạo thì đều đẩy tới trung tâm đào tạo, tới phòng learning development, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây để xây dựng cái văn hóa học tập thì đó là đòi hỏi vai trò của tất cả các bên, trong khi đó đóng vai trò cao nhất ở đây là lãnh đạo cấp cao. Lát nữa tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ về làm thế nào một cái doanh nghiệp Việt Nam mà có thể xây dựng cái nền văn hóa học tập chủ động và hiệu quả và thích nghi với lại sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Thì tôi sẽ nêu từng cái vai bốn cái vai trò. Thứ nhất là lãnh đạo cấp cao thì bao gồm là ban điều hành hoặc là hội đồng quản trị. Cái thứ hai là trung tâm đào tạo. Cái thứ ba là quản lý trực tiếp và cái cuối cùng là ở cấp độ học viên. Đối với lãnh đạo cấp cao á, thì họ chính là người khởi xướng cái văn hóa học tập trong cái tổ chức của mình. Định hướng cụ thể cho phòng đào tạo và họ đóng vai trò hỗ trợ đào tạo của các phòng ban. Và họ cũng là cái cầu nối giữa trung tâm đào tạo với các phòng ban, với các khối phòng ban khác. Và lưu ý là họ phải đặt cái ưu tiên đầu tư trong chiến lược phát triển của công ty. Một cái câu hỏi là khi mà các công ty tuyển tôi về làm giám đốc đào tạo thì câu hỏi đầu tiên là tôi có được tham gia những cái cuộc họp quan trọng mang tầm chiến lược của tổ chức hay không? Và nếu câu trả lời là có thì tôi bắt đầu đi những bước kế tiếp, bởi vì cái việc xây dựng đào tạo của chúng ta phải gắn liền với mục tiêu phát triển của tổ chức, và muốn như vậy thì bạn phải hiểu rõ vai trò cũng như là những cái chiến lược phát triển của công ty trong dài hạn, trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Và một phần nữa cũng không kém không quan trọng, mặc dù là họ họ là người khởi xướng ra văn hóa học tập cũng như nêu cái định hướng, nhưng mà họ phải ưu tiên duyệt ngân sách và cơ chế cho đào tạo cũng như là họ có những cái phê duyệt cho đội ngũ giảng viên nội bộ. Và đồng thời họ cũng phải xác lập cái lịch để trung tâm đào tạo có thể định kỳ phản hồi về đào tạo theo 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 chu kỳ là hàng tháng hoặc là hàng quý, chứ để 1 năm thì đã quá muộn rồi. Đối với trung tâm đào tạo đó thì vai trò của chúng ta ở đây là người kết nối, ở đây chúng ta là người thúc đẩy cái văn hóa học tập cũng như là thu hút tất cả các bên tham gia xây dựng và xây dựng cái văn hóa đào tạo tại doanh nghiệp của mình. Và mình phải quản lý hiệu quả cái nguồn lực đào tạo của tổ chức cũng như có những cái hoạch định của tổ chức liên quan tới cái phát triển của công ty. Và mình cũng là cái người truyền thông về đào tạo. Đối với quản lý trực tiếp thì đây là cái cấp trung gian đóng vai trò quyết định của cái việc xây dựng văn hóa học tập. Họ là người sát với lại thị trường và họ cũng là người hiểu rõ nhất nhân viên của họ như thế nào và cần học những gì. Thì do vậy thì họ sẽ có nhiệm vụ theo dõi và đánh giá mọi tác động của đào tạo lên nhân viên, chứ không phải là trung tâm đào tạo. Và họ cũng là người lên cái kế hoạch đào tạo cho nhân viên và phối hợp với trung tâm đào tạo để triển khai những khóa học này. Họ cũng là người đóng vai trò quan trọng hàng đầu để hỗ trợ nhân viên áp dụng những kiến thức học được từ đào tạo vào cái công việc. Và cái việc đào tạo này nó phải gắn liền với lại mục tiêu của tổ chức, của phòng ban, và nó phải được thể hiện qua cái kết quả kinh doanh. Và cái cuối cùng thì quản lý trực tiếp họ cũng là người cái thúc đẩy văn hóa học tập trong cái tổ chức đó. Đối với phía học viên thì ở đây là nhân viên đó, thì họ phải hiểu rõ nhu cầu đào tạo cho cái vị trí họ đang đảm nhiệm, và chứ không phải là họ có thể đề ra là những cái khóa đào tạo chỉ phục vụ cho mục tiêu phát triển cá nhân của họ. Ngoài ra thì họ cần tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo cũng như họ phải có đóng vai trò chủ động áp dụng các kiến thức được đào tạo trong trong công việc gắn liền với mục tiêu của tổ chức. Họ cũng tuân thủ những cái nội quy đào tạo cũng như họ góp phần vào cái việc xây dựng cái truyền thông hiệu quả. Trước khi chuyển sang chia sẻ cái phần trước khi chuyển sang chia sẻ cái tình huống ở cái case study ở trong ngân hàng Sacombank cũng như là công ty Thành Thành Công, thì tôi xin phép được chia sẻ một cái clip ngắn để các anh chị biết cái hình thức học tập đào tạo hiện nay hiệu quả là như thế nào.
Rồi, ở đây thì cái clip này nó giới thiệu về một cái tổ chức là tổ chức đào tạo của Hiệp hội các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Thì đây là họ sử dụng platform để họ huấn luyện nhân viên, và các anh chị có thể thấy là nhân viên có thể chủ động đăng ký những cái khóa học mà gắn liền với lại sự nghiệp của họ như thế nào. Và sau khi họ đăng ký xong thì các anh chị xem cái bước gì tiếp theo nhé. Thì ở đây á, là họ học dựa trên cái on the job training. Hàng ngày á, là anh ta sẽ có một một loạt những cái mục mà anh ta phải hoàn tất, học tập cũng như hoàn tất dựa trên cái thực tế công việc. Và anh ta sẽ có một cái người coach, ở đây là một cái nhân viên của ngân hàng sẽ coach anh ta là trong cái ngày hôm đó anh ta cần phải thực hiện những cái gì. Nếu gặp những cái khó khăn thì ngay lập tức cô này sẽ giải quyết cái vấn đề đó cho anh chàng này. Thì ngoài cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tại vì đây cũng là một cái bước của trong cái quá trình học tập của anh ấy, thì anh ấy còn phải hợp tác với tất cả các nhân viên ở trong cái ngân hàng đó để chia sẻ kinh nghiệm của họ cũng như là hoàn tất cái bài học của, hoàn tất cái chương trình học của mình. Trước khi mà học những cái khóa mà khóa classroom training đó, thì anh ta phải hoàn tất một cái bài test. Nếu anh ta fail cái bài test đó, đó thì anh ta phải làm lại, cũng như anh ta sẽ hỏi hỏi những cái kinh nghiệm từ cái người coach của anh ấy ở trong cái ngân hàng. Rồi. Rồi các bạn có thấy màn hình rõ rồi đúng không ạ? Yeah. Như vậy qua qua cái phần chia sẻ về
Về cái clip đó thì các bạn có thấy rõ ràng là cái mô hình mà chúng ta ở các đặc biệt các bạn làm ở trong lĩnh vực đào tạo là cái mô hình 70-20-10, có nghĩa là 10 là thời gian đào tạo ở trên lớp, 20 là đào tạo on the job training và 70 là qua cái coaching của quản lý trực tiếp. Và đó chính là cái cách mà người ta xây dựng cái văn hóa học tập trong cái tổ chức của mình. Tôi xin phép được chia sẻ tới làm thế nào mà một doanh nghiệp Việt Nam, tại vì tôi có cái sự may mắn là tôi làm việc tại Sacombank 4 năm trong cái thời gian cực thịnh của ngân hàng Sacombank, và tôi biết được là chúng ta không cần có quá nhiều tiền nhưng chúng ta vẫn có thể xây dựng được một cái văn hóa học tập văn hóa học tập hiệu quả tại cái tổ chức của mình. Cái câu hỏi mà anh Đặng Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Sacombank, mỗi lần mà anh ấy promote một cái nhân viên lên vai trò, promote một cán bộ quản lý lên lên cái vai trò cao hơn, thì câu đầu tiên anh hỏi nhờ cái cán bộ quản lý đó là: nếu như anh bổ nhiệm em lên thì ai sẽ là người thay thế vai trò hiện tại của em, và cái cách em tổ chức cái hoạt động mà cũng hoạt động đào tạo để cho cái người kế nhiệm của em như thế nào. Chỉ câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi, và nó thể hiện hết cái vai trò là phát triển nhân sự trong cái tổ chức đó. Và nếu như họ nói là công việc bận lắm, em mà đi thì em cũng không biết ai thay thế em trong cái vai trò đó, thì ngay lập tức là bạn sẽ hiểu được kết quả phỏng vấn thăng tiến của cái vai trò đó rồi. Thì cái cách của anh Thành đó là ảnh bắt tất cả các cán bộ quản lý là chịu trách nhiệm chính trong cái vai trò xây dựng cái văn hóa học tập của tổ chức đó, của cái chi nhánh, của cái khối phòng ban mà họ họ làm việc. Và cái kết quả đó nó sẽ phản ánh qua cái hiệu quả hoạt động hoặc hiệu quả kinh doanh của cái chi nhánh đó. Ảnh sẽ đi hỏi từng nhân viên, cũng như là ảnh sẽ hỏi những cái cán bộ quản lý cấp cao của cái ông giám đốc chi nhánh đó, để biết được là họ đã triển khai cái văn hóa học tập, họ đã triển khai cái văn hóa học tập tại cái chi nhánh đó như thế nào. Và khi mà tôi trình bày những cái con số mà liên quan tới là số giờ đào tạo, số khóa hoặc là số lượng học viên đào tạo, thì ảnh nhanh chóng pass qua cái phần đó và ảnh bắt đầu đặt những câu hỏi nó khó khăn hơn rất là nhiều, là cái cách mà cái anh cán bộ quản lý trực tiếp tại khối phòng ban hoặc là chi nhánh đó, đó là họ đã tổ chức đào tạo như thế nào, và họ những cái việc đào tạo đó nó gắn với lại cái hiệu quả kinh doanh ra sao. Tức là anh có hai bảng ha, một bảng là cái số giờ, số khóa, số lượng đào tạo của trung tâm đào tạo tôi cung cấp rồi, còn một bảng là cái kết quả hoạt động kinh doanh của cái chi nhánh đó. Và anh rất là sâu sát nha, tức là hàng mỗi tháng á, mỗi năm là ảnh dành ít nhất là 2 ngày. Lúc đó có mô hình gọi là giám đốc chi nhánh lưu động. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái ông giám đốc chi nhánh đó ông sẽ phải nghỉ phép 21 ngày, có nghĩa là 3 tuần, và một ông giám đốc chi nhánh ở một nơi khác tới để không phải là audit nha các bạn, mà là để xem những cái hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh điều hành cũng như là hoạt động đào tạo ở cái chi nhánh đó như thế nào, và họ sẽ làm một cái báo cáo. Và ảnh dành xuyên suốt 2 ngày để lắng nghe những cái báo cáo đó từ những cái ông giám đốc lưu động về trình bày những cái hoạt động về điều hành cũng như là đào tạo tại cái chi nhánh mà họ họ làm giám đốc lưu động. Thì cái điều đó nó một thứ nhất là nó góp phần nó kiểm toán cái chi nhánh tại chi nhánh, và cái thứ hai nữa là nó kiểm tra luôn những cái hoạt động điều hành cũng như là hoạt động đào tạo tại cái chi nhánh đó. Và sau sau cái những cái buổi mà chia sẻ của giám đốc lưu động như vậy thì bao giờ cái vấn đề đào tạo cũng được anh Đặng Văn Thành đặt lên bàn cân, và sẽ là cái cách mà anh đánh giá nhân sự thông qua cái việc đào tạo như vậy. Sở dĩ tôi chia sẻ cái văn hóa học tập tại Sacombank ở đây là để cho các bạn thấy là nó không phải là cái câu chuyện là các bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền cho cái việc các bạn đầu tư vào platform LMS, hay là các bạn bỏ bao nhiêu tiền để các bạn đào tạo nhân viên, cán bộ quản lý cấp trung cũng như nhân viên mới, hoặc ra những cái chương trình MT, mà là cái việc tất cả những gì bạn đào tạo nó phải ra con số, nó phải ra cái hiệu quả kinh doanh. Và chính cái người cán bộ quản lý cấp trung họ sẽ là người biết được là những cái chương trình đào tạo của bạn có đáp ứng cái nhu cầu của họ hay không, cũng như có
những cái chương trình đào tạo của bạn có giúp nhân viên họ nâng cao được năng lực và họ chuyển và từ cái việc nâng cao năng lực đó chuyển thành cái hiệu quả kinh doanh hay không. Đó chính là cái cốt lõi của việc xây dựng văn hóa học tập. Chứ cái việc xây dựng văn hóa học tập như tôi đã trình bày ở trang trước á, nó không phải chỉ là một cái vai trò của trung tâm đào tạo hoặc của phòng nhân sự, mà là vai trò của tất cả các bên. Thì các bạn thấy tôi chia sẻ đây. Nó là vai trò của bốn bên luôn. Trong khi đó, cái vai trò chủ đạo và quan trọng nhất chính là lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức đó. Như ở cái trường hợp tôi nêu ở đây là anh Đặng Văn Thành. Anh là người rất là sâu sát và tất cả những cuộc họp về chiến lược kinh doanh của trung hạn và dài hạn của Sacombank, anh đều kêu tôi là một người giám đốc đào tạo lên tham gia vào cùng những cuộc họp đó. Bởi vì anh nói một câu rất là chí lý. Nếu như em không biết là chiến lược kinh doanh của Sacombank mình đi đâu thì làm sao em có thể đào tạo, nâng cao năng lực của những người thực thi những cái chiến lược đó như thế nào. Thành ra tôi không dám nói là một lời khuyên, mà tôi chỉ nói là cái sự chia sẻ đối với các bạn làm trong công tác nhân sự và đào tạo, là các bạn hãy để những cái số giờ số khóa, những cái báo cáo về số giờ số khóa đào tạo nó là một phần rất nhỏ thôi, mà là cái quan trọng nhất là bạn phải biết được là những cái việc bạn làm, những cái hiệu quả của việc bạn làm nó phải direct và nó gắn liền trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Khi nó gắn liền trực tiếp với hiệu quả kinh doanh thì những cái, cho dù là cái ngân sách đầu tư về đào tạo của bạn đưa lên có cao cách mấy, bạn vẫn có thể thuyết phục được các cạnh lãnh đạo cấp cao của bạn để phê duyệt cái ngân sách đào tạo đó cho bạn. Bởi vì bạn có câu hỏi rất là rõ ràng về về những cái đồng tiền mà họ chi ra cho cái việc đào tạo nó gắn với cái hiệu quả kinh doanh đó như thế nào. Dạ, trên đây là cái phần trình bày của tôi về cái văn hóa học tập. Và đây là hình ảnh cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Đây là nhóc con tôi, năm nay nó được 8 tuổi. Và nó là một người đam mê công nghệ. Đây sẽ là khách hàng tương lai của công ty các anh chị. Không phải là tôi. Đây tôi già, tôi không có nhu cầu gì nhiều hết. Chỉ trừ anh Nam là không biết là có nhu cầu gì khác hay không. Anh Nam, anh Vương có nhu cầu gì khác hay không. Nhưng mà chúng tôi không phải là khách hàng hiện tại của khách hàng tương lai của anh chị, mà là cái cậu bé trong hình kia, cậu bé 8 tuổi kia kìa. Và nó cực kỳ đam mê công nghệ. Vậy thì các anh chị đặt, vậy thì câu hỏi tôi đặt ra cho các anh chị, liệu chiến lược kinh doanh của các anh chị đã thay đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu khách hàng tương lai đó? Và chiến lược kinh doanh của chị thay đổi thì các anh chị làm thế nào để nhân viên các anh chị, những người thực thi, những người vạch ra những cái kế hoạch kinh doanh trong tương lai, nó thích nghi với những khách hàng này? Và muốn làm được điều đó, chỉ có một cách duy nhất. Đó là các anh chị phải để họ, tức là những người nhân viên, những cán bộ quản lý đó, họ chủ động, họ biết được họ cần học gì và học như thế nào để thích nghi với chiến lược kinh doanh cũng như để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn, và tôi tin rằng là phần chia sẻ Sơn rất là thú vị khi chúng ta rằng là rất là thú vị khi mà có một cái case study từ một cái ngân hàng rất là lớn về câu chuyện xây dựng văn hóa học tập. Song song với đó thì cũng rất cảm ơn anh Sơn có chia sẻ về cái mô hình về văn hóa học tập hiệu quả. Và hiện nay trong cái phần chat của chúng tôi cũng gửi bài viết, cũng một số ebook để gửi tới anh chị về về câu chuyện văn học tập. Và tôi tin rằng cái phần chia sẻ gợi mở của anh Sơn về chủ đề văn học tập sẽ có nhiều cái căn trở cho chúng ta. Song song với đó thì phía anh Sơn cũng đã chia sẻ một số case study về tại ngân hàng Sacombank. Thì ở đây tôi cũng có nhận một số câu hỏi. Vậy thì trong lịch trình của chương trình thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của anh Vương. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần Q&A. Thì có thể anh chị chúng ta có những câu hỏi dành cho anh Sơn về câu chuyện văn học tập cũng như một số kinh nghiệm của anh trong cái ngành, một số ngành và trong kinh nghiệm làm việc của anh, ví dụ như ngành banh, ngành FMCG hay một số công ty đa quốc gia, một số công ty quy mô lớn. Thì tôi tin rằng anh Sơn sẽ có phần chia sẻ rất thực tiễn tới anh chị trong cái phần Q&A đây. Rồi sau đây thì tôi xin mời tiếp phần của anh Hoàng Trung Thiên Phương. Anh là co-founder và CMO của Bay.vn, và anh Vương sẽ có phần chia sẻ về câu chuyện của Bay.vn khi anh Vương là một thành viên trong hội đồng quản trị, và anh Vương đã cùng ban lãnh đạo của Bay.vn giúp công ty phát triển từ 3 người lên 250 người vào cuối năm 2019 và tăng trưởng 5 lần sau mỗi năm,
Vậy thì câu chuyện của anh Vương sẽ là câu chuyện mà tôi tin rằng là rất nhiều khi mà quy mô cái doanh nghiệp của anh chị cũng có xem xem giống như doanh nghiệp của anh Vương. Thì sau đây tôi xin mời anh Vương có phần chia sẻ với mọi người. Xin mời anh Vương ạ. Ok. Ok, xin chào mọi người. Ok, rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn và phần dẫn dắt của anh Nam. Rất là thú vị về cách làm sao chúng ta khi xây dựng văn hóa học tập thì chúng ta cần phải tập trung vào mục tiêu của doanh nghiệp. Chúng ta cần phải mục tiêu vào các vấn đề về tăng trưởng của doanh nghiệp. Chứ nó không chỉ đơn giản là các vấn đề về các con số, về số buổi. Chỉ ra là quan điểm này của phía Vương và thời gian mình sẽ rất là đồng tình với cái cách mà mọi người nhìn nhận và cái cách mà chọn người trong bảng khảo sát mà mọi người cùng nhau chia sẻ, đấy là chúng ta cần phải đặt lên chúng ta cần phải đặt mục tiêu kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tức là hiệu quả của văn hóa học tập nó tác động được đến như thế nào đến thực tế mà doanh nghiệp chúng ta đang 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 phải vận hành hàng ngày và theo cả năm như thế này. Vậy thì phần chia sẻ của Vương thì sẽ rất là thực tế thôi. Mọi người nếu tham gia các buổi webinar trước thì có thể là sẽ có rất là nhiều các phần gọi là lý thuyết về quản trị hoặc là về điều hành. Còn trong chủ đề hôm nay thì chủ đề hôm nay chúng ta là về văn hóa học và học tập. Thì Vương chỉ nói về hai vấn đề liên quan đến về văn hóa và học tập. Nó là hai cái yếu tố mà để làm sao chúng ta xây dựng, làm sao chúng ta hình thành lên một văn hóa học tập mà doanh nghiệp chúng ta càng lúc càng tăng trưởng đi lên, và các nhân sự họ là những người đồng hành, họ gắn bó được với mình. Thì trước tiên, bởi vì câu chuyện của chúng ta là văn hóa học tập, thì Vương sẽ chia sẻ một 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 video clip để thực sự mọi người hiểu là văn hóa của Space đang như thế nào và cái văn hóa đấy nó được hình thành như thế nào. Từ đấy thì mọi người, từ những câu chuyện của chính doanh nghiệp của bản thân mà các anh chị đang làm, chúng ta mới có thể là mới phát triển và hình thành lên được một văn hóa học tập. Ok, thì mọi người đợi Vương chia sẻ một clip trên YouTube. Ok, thì clip này đơn giản là nói về quá trình mà hình thành của Bay từ giai đoạn đầu. Giai đoạn mà Vương vừa vào công ty thực ra chỉ có khoảng 3 đến 5 người thôi. Nó giai đoạn vào cuối 2016. Đối với startup hay đối với tất cả công ty nào đi chăng nữa thì vấn đề con người là vấn đề sống còn. Xin chào các bạn, tôi là Phạm Quy Hùng, là founder và CEO của Bay.vn. Anh Phạm Kim Hùng lọt vào danh sách nổi bật nhất dưới 30 tuổi tại Việt Nam. Thấy là cách đây khoảng 3-4 năm trước thì gọi là Bay chỉ có văn phòng bé tí thôi. Mình ở trong bảng ngồi với anh Hùng thì chỉ khoảng có 3 người đầu. Bên kia là Bảo CEO, nó chỉ khoảng tầm 5 đến 6 người trong một căn phòng đầu tiên mà chúng ta xây dựng. Đây sẽ xây dựng một nền tảng để tích hợp toàn bộ tất cả ứng dụng có thể cho doanh nghiệp vào một chỗ. Thì đây là giai đoạn khoảng tầm cuối 2017, thì ở đây bên mình lên khoảng tầm 20 đến 30 người. Base.vn, một startup Việt chuyên cung cấp các nền tảng công nghệ. Mình
mở rộng vào chi nhánh trong Sài Gòn và chúng ta bắt đầu có hai đội ngũ ở vừa ở Sài Gòn và vừa ở Hà Nội. Thì giai đoạn này cũng là một giai đoạn mà gặp rất là nhiều các vấn đề về liên quan đến về tăng trưởng và vấn đề về con người từ cuối năm 2018. Ok, thì mình từ cuối thôi. Base chuyển văn phòng mới tại Hà Nội với hơn 1.200 m². Ok, và đây là hình ảnh của cuối năm 2019. Đây là nó là đầu năm nay. Mọi người tổ chức một jam party của cuối năm. Thì video clip vừa rồi là một hành trình mà Bay đang phát triển mà từ những người đầu tiên cho đến khi mà chúng ta lên khoảng mà tầm bây giờ có khoảng 250 nhân sự. Thì đầu tiên trong vấn đề mà xây dựng về văn hóa học tập, thì vấn đề mà Ok, thì đầu tiên trong để gọi là xây dựng về văn hóa học tập thì đầu tiên cái cách chúng ta phải nhìn lại văn hóa của doanh nghiệp chúng ta được xây dựng và hình thành như thế nào. Chúng ta là một doanh nghiệp, các anh chị có thể là ở các doanh nghiệp ngân hàng đã thậm chí là 10.000 người, 5.000 người, hay anh chị là một công ty đang về tăng trưởng, hay là chúng ta là một đơn vị doanh nghiệp truyền thống và chúng ta trong 5-10 năm qua vẫn đang duy trì như thế này, thì cái đầu tiên chúng ta phải hiểu văn hóa của chúng ta là gì. Những người lãnh đạo cấp cao nhất, những người CEO, những người đã hình thành nên doanh nghiệp, thì cái mục tiêu của họ, cái mission, cái nhiệm vụ của họ, họ đang đi đến đâu, và nó mới là cái tiền đề đầu tiên mà để các anh chị khi mà chúng ta bảo là mọi người chúng ta sẽ cần học tập như thế nào, mọi người sẽ phải học tập như thế nào, mọi người sẽ phải cùng nhau đóng góp gì trong cái quãng đường của doanh nghiệp, thì nó đòi hỏi là chúng ta sẽ phải có những cái hiểu về gọi là những cái lý do vì sao mà doanh nghiệp chúng ta tồn tại. Và quay trở lại bài toán thực tế thì lý do vì sao mà chúng ta phải luôn luôn học. Thật ra gần như không phải chỉ trong doanh nghiệp, thật ra là trong cả cuộc sống của chúng ta, mọi người sẽ thấy là thật ra chúng ta phải luôn 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 học tập, đơn giản bởi vì có những cái vấn đề về sự tăng trưởng của doanh nghiệp, có những cái mà xã hội luôn luôn phát triển mà đi lên, thì nó gần như là một cái nhu cầu học, là nhu cầu của con người từ nhỏ đến lớn và gần như là chúng ta học đến cuối đời rồi. Và cái thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây đấy là làm thế nào trong câu chuyện mà Bay hình thành phát triển như thế, thì cái cách thức, những cách ứng dụng như thế nào mà chúng ta có thể gọi là Bay đang triển khai cũng rất nhiều phương thức, nhưng mà có những phương thức hiệu quả, có những phương thức không hiệu quả. Vậy thì trong buổi hôm nay thì Vương sẽ chia sẻ với mọi người một số cách mà Bay đang áp dụng và nó trực tiếp nó có thể mang lại liên quan đến về hiệu quả về kinh doanh của các bạn, cũng như là làm sao để có con đường thăng tiến và cũng như là để cơ hội cho các bạn học tập và phát triển. Thì phần của Vương đi thì sẽ có 3 phần như thế. Mắt gọi là văn hóa học tập thì nó đối mặt với chuyện gì? Đó là mục tiêu của doanh nghiệp luôn luôn là làm sao chúng ta tồn tại và chúng ta phát triển đi lên được. Thì mọi người sẽ thấy là trong quá trình mà chúng ta tồn tại và phát triển thì cái yếu tố trong chiến lược của doanh nghiệp thì yếu tố gọi là chúng ta xây dựng nên một cái lợi thế về cạnh tranh. Chúng ta xây một cái lợi thế mà doanh nghiệp của chúng ta làm sao chúng ta vượt trội hơn những đối thủ khác, hoặc doanh nghiệp chúng ta làm sao chúng ta phát triển trong một thời đại số nó đang tốc độ chóng mặt như thế này. Thì cái yếu tố đầu tiên đấy là việc học, là việc nó sẽ phải xây dựng và nó mang lại cho chúng ta một cái lợi thế cạnh tranh. Nó là cái mà gần như các chủ doanh nghiệp hoặc là các bạn nhân sự, thế là việc học nó là lợi thế cạnh tranh của chính các bạn nhân sự so với một bạn đồng nghiệp hoặc là so với các nhân sự ở phía bên ngoài. Và cái đối với bài toán của doanh nghiệp thì làm sao cái việc gọi là xây dựng văn hóa học tập này nó alignment, tức là
nó đi chung được với cái thứ mà cả doanh nghiệp hàng trăm người, hàng nghìn người họ đang nhìn đến. Họ nhìn đến vào cái mục tiêu của tăng trưởng của doanh thu vào cuối năm nay, hay là mục tiêu của họ là global, hay là mục tiêu của họ là tăng trưởng tán phủ cả Việt Nam, hay là chúng ta phải ra nước ngoài. Thì làm sao cái chuyện gọi là xây dựng một cái văn hóa học tập này nó phải đi chung được với cái thứ mà tất cả mọi người đều đang nhìn vào đấy. Mọi người đều đang nhìn vào chuyện làm sao chúng ta tăng trưởng, làm sao chúng ta gọi là mở thị trường bên nước ngoài. Vậy thì bộ phận văn hóa và xây dựng, bộ phận L&D, chúng ta cũng sẽ phải đi chung được với con đường như thế. Chúng ta không thể đơn giản là cứ cho mọi người học nhiều là học nhiều thôi, nhưng mà nó không đi chung, tức là nó không alignment được. Nó không có một cái nhìn chung về với cái mà doanh nghiệp mình đang nhìn. Và cái thứ ba nữa là bài toán để giữ chân và thăng tiến cho các bạn nhân sự bên trong doanh nghiệp. Bởi vì như Vương thấy một số anh chị cũng đặt một số câu hỏi, đó là ok, mình đưa ra những cái văn hóa về học tập như thế này nó chỉ phục vụ cho mục đích của doanh nghiệp. Vậy thì đối với các bạn cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp thì nó có lợi ích gì cho các bạn hay không? Thì mình sẽ phải rất rõ ràng, mình sẽ phải có những cái career path rất là rõ ràng, tức là cái định hướng sự nghiệp của các bạn để phát triển được ở doanh nghiệp. Và cái thứ hai là để các bạn phát triển được một cái sự nghiệp như kỳ vọng như thế này tại doanh nghiệp thì các bạn sẽ phải đáp ứng những cái tiêu chí về kỹ năng về lãnh đạo, các kỹ năng về làm việc, các kỹ năng về giao tiếp, các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, thì các bạn mới có khả năng là các bạn lên được những nấc thang level mới mà công ty đã xây dựng sẵn, các cái vị trí về quản lý, các vị trí quản lý cấp trung hay là các vị trí quản lý cấp cao. Thì nó là cái bài toán mình sẽ rất rõ ràng, đấy là việc này nó vừa giúp doanh nghiệp chúng ta cùng nhau phát triển và đi lên, và thứ hai nó cũng là một cái để cho các bạn nhìn thấy được cái con đường công việc của mình ở tại doanh nghiệp, và các bạn cố gắng học hỏi cái đấy vì doanh nghiệp và vì bản thân các bạn luôn. Thì đây là các cái trong cái cách mà Vương tiếp cận, thì gần như nó là cái mình sẽ luôn, tất cả mọi thứ là làm sao để phục vụ mục đích của công ty. Bởi vì công ty, nếu mà công ty thất bại hay công ty không tăng trưởng được thì ta là tất cả mọi thứ đều sẽ không đạt được hiệu quả. Và cái thứ hai là xuống tới từng các bạn cá nhân thì nó phải thực sự là nó phát triển được năng lực của các bạn, nó phải phát huy hết được tiềm năng của các bạn. Thì cách mà bây hình thành văn hóa học tập thì đương nhiên sẽ có rất là nhiều các mọi người có thể xem các phần của anh Sơn về các gọi là vai trò của hình thành văn hóa học tập, các cái mô hình. Thì ở đây Vương trình bày thì đã nói sẽ là những cái thực tế mà đang áp dụng của Bay thôi, nó có thể là không phải một cái hoàn chỉnh, nhưng mà nó là những cái mà thực sự là Bay đang áp dụng và nó đang có hiệu quả đến giai đoạn hiện tại như bây giờ. Thì cái key đầu tiên nhất, giống như trong anh Sơn có chia sẻ, đó là vai trò của BOD và BOM, tức là ban quản lý và điều hành. Thì cái văn hóa học tập ở Bay nó được hình thành từ những người đã xây dựng nên Bay đầu tiên, nó từ những anh CEO, những người founder, nó từ các C-level, mọi người phải là những cái hình mẫu, mọi người phải là những gọi là hình tượng về văn hóa học tập. Và bởi vì quan trọng là khi con người chúng ta sẽ luôn nhìn lên là sếp của chúng ta có đi học hay không, sếp của chúng ta có đọc sách hay không. Và nếu sếp của chúng ta là những người họ đã học tập và họ đã cái thói quen của họ đã như thế và họ đã hình thành lên và cái vị trí của họ đang cao hơn chúng ta, thì đơn giản là chúng ta sẽ noi gương, chúng ta sẽ follow theo một cái hình tượng mẫu mà nó đang gần nhất mà chúng ta có thể thấy. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn những người thành công ở bên ngoài, ví dụ như là Bill Gates, ông đọc sách rất là nhiều, nhưng mà đấy không phải là cái người kế, đấy không phải là cái người mà mình tiếp xúc được hàng ngày. Mọi người sẽ không có một cái sự gọi là sự liên quan đến cái công việc của mọi người. Còn trực tiếp nhất trong doanh nghiệp đấy là những người quản lý của các bạn nhân viên, đấy là những sếp của những người quản lý, và đấy là những người đang điều hành ở chính doanh nghiệp này. Họ phải là những người thực sự xây dựng và họ phải là người truyền tải lên được cái văn hóa học tập của chính họ. Và bước thứ hai ở đây đấy là kế thừa cái tinh thần văn hóa học tập đấy rồi, thì làm sao chúng ta phải xây dựng ra những chương trình học tập, những cách hình thức học tập mà nó gắn liền được với mục tiêu của doanh nghiệp, mục tiêu của ví dụ như phòng của marketing chúng ta cần phải học những tính năng về sản phẩm, phòng của sale chúng ta có những kỹ năng bán hàng, kỹ năng về thấu hiểu khách hàng, phòng chăm sóc khách hàng làm sao chúng ta có những kỹ năng như thế này, và làm sao để các bạn lên một cái cấp quản lý, chúng ta xây dựng một đội ngũ quản lý cấp trung, vì làm sao chúng ta training để cho các bạn về kỹ năng về lãnh đạo, những kỹ năng về quản lý nhân sự, những kỹ năng về đào tạo con người trong nội bộ team của các bạn. Thì nó tất cả những, tức là khi nào chúng ta triển khai nó mức độ như thế nào thì nó phải theo mục tiêu của doanh nghiệp.
Bởi vì giai đoạn này chúng ta chưa cần gọi là xây dựng quản lý cấp trung quá nhiều, mà bây giờ cứ phải đi quản lý, gọi là kỹ năng về đào tạo, kỹ năng về quản lý con người, thì thực ra nó lại không ảnh hưởng đến cái mục tiêu của doanh nghiệp. Còn nếu như giai đoạn này chúng ta xác định là chúng ta cần phải build một lớp kế thừa kế cận, vì toàn bộ lúc đấy về truyền thông nội bộ, về văn hóa của doanh nghiệp trong cả một quý đấy hoặc là trong 6 tháng đấy, chúng ta chỉ tập trung làm sao chúng ta vừa truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa về học tập, để chúng ta tăng cường xây dựng một đội ngũ quản lý về cấp trung, thì nó cái lúc đấy thì chúng ta mới 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 thực sự gắn liền cái kết quả và hiệu quả của văn hóa học tập được. Và cái vấn đề thứ ba đấy là nó để gọi là làm sao để duy trì và phát huy được nó, thì nó phải có những cái thứ rất là rõ ràng. Chúng ta phải có những cái chính sách về nhân sự, chúng ta phải có những cái chính sách về cơ chế thăng tiến cho các bạn mà nó trực tiếp đến từ cái kết quả học tập, cái kết quả mà training và đào tạo. Ví dụ như là nếu mà các bạn không pass được các cái bài training, bài đào tạo về kỹ năng học về sản phẩm, các bạn sẽ không pass qua được cái khâu lên thành một nhân viên chính thức, hoặc là các bạn không hiểu sản phẩm như thế này, hoặc là các bạn chưa có những cái kỹ năng để làm việc với khách hàng, thì các bạn sẽ không được thăng tiến lên những level mới. Hoặc nếu các bạn đảm bảo là các bạn pass được những cái kỹ năng về lãnh đạo, các bạn pass về kỹ năng về quản lý nhân viên, thì các bạn mới có cơ sở để các bạn lên một tầm manager mới. Thì tất cả những cái thứ về chính sách, nhân sự, cơ chế thăng tiến, môi trường học tập làm sao chúng ta xây dựng được, nó là cái bước để từ những con người đầu tiên. Bởi vì văn hóa nó không phải là một cái thứ mà dễ dàng mà chúng ta xây dựng xong mà nó lan tỏa và nó gọi là nó lan truyền đến những cái thế hệ kế tiếp. Bởi vì đơn giản những người đầu tiên, ví dụ như là các ông quản lý đầu tiên hoặc những ông bia đầu tiên, đơn giản là chỉ có 50 người hoặc 20 người thôi, thì làm sao chúng ta lan truyền được nó lên 100, 200 người và thậm chí lên tới 1.000 người. Và cái tất cả những thứ đấy thì nó đều dựa trên chính sách và dựa trên cơ chế, chứ nó không dựa trên nói miệng, hay nó sẽ không dựa trên dạng là ok em cứ học đi rồi ăn tăng level cho em, hay là em cứ học đi xong rồi có khả năng tăng lương chẳng hạn. Không, mọi thứ nó rất là rõ ràng thôi. Mọi người trước đấy Vương ở trong F-Shop một thời gian thì là mọi người rất rõ ràng đây, là nếu mọi người có được một cái bằng tiếng Nhật N2, lương của mọi người sẽ được cộng thêm bao nhiêu tiền, rất là rõ ràng như thế. Và mọi người đơn giản là tham gia những cái khóa đào tạo về học tiếng Nhật của F-Shop tổ chức, và mọi người sẽ cố gắng tự chủ động là cố gắng lấy được bằng N3, N2, thậm chí là N1. Và bởi vì cái cách mà công ty học quy định rất là rõ ràng rồi. Hoặc cái cách mình muốn thúc đẩy mọi người học tiếng Anh thì đơn giản là bạn nào có bằng IELTS trên 7 chấm, công ty tăng lương cho các luôn các bạn một cái mốc của 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu như thế này. Tương tự như thế, tức là chúng ta sẽ rất là rõ ràng và minh bạch với các bạn, chứ chúng ta không chỉ nói suông. Thì nó mới là cái làm sao để chúng ta giữ gìn và chúng ta phát huy được. Thì cụ thể hơn, một số anh chị cũng thắc mắc là vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì Vương chia sẻ một số hình thức về xây dựng văn hóa học tập ở Bay đang gần như mọi người, nó là cái văn hóa hàng ngày và nó đang diễn ra rồi. Hình thức mà Bay đang sử dụng nhiều nhất và cũng là hiệu quả nhất hiện tại như bây giờ, chúng ta một chương trình gọi là Bay Sharing thôi. Nó kết hợp giữa những kinh nghiệm thực tế trong công việc mà những người làm việc lâu năm tại Base, các bạn senior về tư vấn khách hàng, các bạn senior về marketing, hoặc là các liên quan đến về các bộ phận về sản xuất, các liên quan đến về sản phẩm, thì đơn giản đây là cái để truyền đạt những cái kinh nghiệm, kỹ năng từ lý thuyết đã kết hợp được với thực tiễn và truyền đạt lại được cho các bạn lứa kế cận sắp tới. Và nó giải quyết được cả hai nhu cầu ở đây, đó là các cấp quản lý, các người đã làm việc về lâu năm, họ có khả năng để họ training, họ đào tạo, họ chia sẻ những kiến thức, và họ cảm thấy là họ có một cái doanh nghiệp của mình, tức là bản thân họ đang đồng hành ở cùng doanh nghiệp và họ đang giúp được cho một lứa mới vào rất là nhiều. Và cái thứ hai là các bạn nhân sự, bởi vì ví dụ bên Vương làm về tư vấn cho khách hàng thì thực ra là các bạn đã phải tư vấn khoảng 100 đến 200 doanh nghiệp rồi. Vậy các bạn mới có những kỹ năng làm việc với CEO, các bạn có những kỹ năng về các lĩnh vực của doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực là một câu chuyện khác nhau. Vậy thì làm sao để cho các bạn mới bước chân vào một cái lĩnh vực về tư vấn công nghệ cho khách hàng? Các bạn mới bước chân vào lĩnh vực tư vấn cho khách hàng thì đơn giản tốt nhất là các bạn tìm hiểu, các bạn nghe những câu chuyện thành công của những người đã đi trước. Và chương trình này gần như nó sẽ đi rất là nhiều chủ đề thôi. Từ chủ đề làm sao mà chúng ta gọi là trong tư vấn về công nghệ trong lĩnh vực về giáo dục, tư vấn về công nghệ trong lĩnh vực FMCG, hay là tư vấn công nghệ dành cho những doanh nghiệp mà truyền thống,
nó sẽ có rất nhiều các buổi chia sẻ, nó sẽ rất là nhiều cái mà ở hình thức gọi là giữa các bạn senior và các junior, là hình thức này cái bay tổ chức là rất nhiều, gần như là từ Sài Gòn cho đến Hà Nội là văn hóa mọi người gần như là hàng tuần thôi, không phải phải hàng tháng hay là chương trình gì cả, gần như nó là cái hàng tuần, mà cũng không phải xây cơ chế chính sách gì cả, gần như các bạn sẽ có nhu cầu được, các bạn sẽ có nhu cầu được chia sẻ, và những các bạn mới vào các bạn sẽ có nhu cầu muốn được nghe chia sẻ, muốn được nghe những người đi trước họ thành công như thế nào, họ chia sẻ lại cái cách để mình có thể sử dụng. Quy mô thì nó sẽ có những buổi mà mình quy mô của cả công ty, hoặc quy mô của nó sẽ đi theo từng team, hoặc đi theo giữa các bộ phận và các phòng ban khác nhau nữa cơ. Ví dụ như bộ phận liên quan đến về triển khai khách hàng, họ sẽ muốn nghe thêm kinh nghiệm của bên marketing, họ sẽ muốn nghe thêm kinh nghiệm của các bạn tư vấn để làm sao mà họ triển khai được cho khách hàng một cách hiệu quả. Tức là giữa ở trong bay là gần như các bộ phận phòng ban mọi người đều sharing chéo được với nhau, không chỉ trong nội bộ đâu mà là sharing chéo. Ví dụ như các bộ phận phía bên CS đi triển khai, bên marketing cũng tham gia vào luôn để có thể là hiểu thêm được thông tin là thực sự mà khách hàng họ đang triển khai công nghệ thì sẽ như thế nào. Và cái phần sharing này nó là cái mà truyền đạt kiến thức gần như là nội trong bộ phận của các bạn và cũng như là xuyên suốt giữa các phòng ban. Bởi vì mục tiêu của nó là, bởi vì như Vương vừa chia sẻ rồi, mục tiêu của nó là thúc đẩy được hiệu quả về kinh doanh, thì việc các bộ phận hiểu được kinh nghiệm của người đi trước và các bạn nhân sự hiểu được cái cách mà doanh nghiệp của mình đang vận hành như thế nào, nó sẽ tác động vào trực tiếp đến cái kết quả kinh doanh của các bạn khi mà các bạn bắt đầu vào thực chiến ở bên ngoài, hay khi mà các bạn phải làm việc thực tế. Và cái này được minh chứng rất, nó được minh chứng rất là rõ ràng thôi, đấy là cái thời gian mà để các bạn onboarding, các bạn có những kết quả đầu tiên vào, nó được rút ngắn một cách đáng kể. Ví dụ như ngày trước các bạn phải mất tầm 2 đến 3 tháng để các bạn tư vấn về công nghệ, có thể là làm việc đối với khách hàng mà gọi là triển khai được thành công, thì đơn giản sau này các bạn vừa được coaching, các bạn vừa được sharing, nó chỉ mất khoảng 1 tháng, và trung bình nó chỉ khoảng 1 tháng hơn thôi là các bạn đã có thể là đưa về những khách hàng đầu tiên, các bạn đã phải đưa về những cái thành công đầu tiên. Và việc các bạn get được những cái thành công đấy rất là sớm, chỉ trong vòng 1 tháng thôi, bản thân doanh nghiệp cũng vừa đạt được cái hiệu quả, và bản thân các bạn nhân sự, các bạn cũng sẽ gọi là làm quen được với doanh nghiệp, các bạn sẽ thích ứng được doanh nghiệp rất là nhanh, thay vì so với ngày xưa thực ra là để cho các bạn tự chạy, các bạn tự làm mất khoảng 2 đến 3 tháng, thậm chí là các bạn phải rất giỏi thì các bạn mới có thể là tự bơi được. Thì chương trình Bay Sharing là một chương trình mà bây giờ như là triển khai liên tục, thậm chí là ngay cả trong thời điểm mà cách ly mà bởi vì virus thì thực ra Bay vẫn tổ chức Bay Sharing thôi, mời thêm các Bay Sharing là mời thêm cả khách hàng về chia sẻ, hay là mời thêm các CEO, ví dụ trong hình là mời một CEO của cũng là khách hàng của Bay luôn, anh Dũng bên Emoji, về chia sẻ cho mọi người cách anh đang dùng Bay như thế nào, cách mà mọi người ra hỏi đáp, mọi người hỏi đáp và cùng nhau chia sẻ các vấn đề. Thì đây là cái gọi là không dừng lại, và nó đã hình thành một cái văn hóa mà mọi người luôn muốn chia sẻ luôn luôn trong mọi thời điểm thôi. Thì Vương nghĩ là đối với các anh chị về trong doanh nghiệp mà chúng ta cần phải sự kết hợp giữa các phòng ban với nhau để mang lại hiệu quả về kinh doanh, ví dụ như là marketing với sale hoặc là triển khai, thì đây là một cách thức để chúng ta có thể tăng cường gọi là tính văn hóa trong doanh nghiệp, cũng như là mọi người cùng nhau chia sẻ để học tập. Ok, thì đương nhiên trong đã gọi là học tập rồi thì chúng ta không thể bỏ qua một cái phần là chúng ta phải đi kiểm tra lại năng lực. Ok, chia sẻ như thế rồi, chúng ta nói nhiều như thế rồi, vậy thì thực ra là các bạn hấp thu được như thế nào, các bạn có nghiêm túc học hỏi những cái thứ mà chúng ta đã chia sẻ, chúng ta đã tốn thời gian để đào tạo hay không. Thì đơn giản là ở đây sẽ có thêm một cái hình thức liên quan đến việc là chúng ta sẽ phải luôn luôn có kiểm tra. Thông thường các bài chia sẻ về gọi là buổi sharing về kinh doanh, về hiệu quả, thì cái bài kiểm tra đơn giản duy nhất đó là các bạn có chứng minh được trong thực tế hay không, sau 1 tháng hoặc sau 2 tháng thì các bạn có mang lại kết quả gì cho doanh nghiệp hay không. Hoặc cái thứ hai đấy là những phần tri thức về doanh nghiệp, những phần tri thức về sản phẩm, những phần tri thức mà chúng ta bắt buộc sẽ cần phải kiểm tra nó để đảm bảo là các bạn không nói sai về doanh nghiệp. Thì ở đây áp dụng hình thức là ok, chúng ta sẽ phải kiểm tra ở đây. Ví dụ trước đây chúng ta có đây tổ chức 2 những kỳ kiểm tra tập trung, và nó rất là khắt khe thôi. Các bạn nào mà thậm chí không pass được các bài kiểm tra này thì các bạn có khả năng không được tiếp tục, tức là các bạn sẽ không thể tiếp tục được công việc hiện tại của Bay nữa, hoặc là các bạn sẽ phải tập trung đi học lại, hoặc các bạn sẽ phải tham gia những khóa để đi học lại sản phẩm để các bạn có thể đáp ứng được mục tiêu của doanh nghiệp, và cũng như là các bài kiểm tra để tăng được level. Thì áp dụng các hình thức về kiểm tra, và
có một hình thức mà giống như anh Sơn vừa chia sẻ đấy là sẽ là các khách hàng của bộ phận L&D là những con người của thời đại mới rồi. Ví dụ như phía bên Bay thực ra là các bạn đều sẽ rất là trẻ, các bạn đều các từ năm 95, 96, 97, và đây là một cái thế hệ mà họ thích những thứ mà nó online, họ thích những cái thứ mà nó được kiểu nó được số hóa, nó được hệ thống mọi thứ để lúc nào họ cũng có thể cập nhật được, giống như là cái cách mà mọi người chia sẻ giao tiếp trên Facebook, cái cách mà mọi người gọi là lan tỏa thông điệp trên Facebook, hay là mọi thứ bây giờ tất cả mọi người đều là cái cách mà mọi người lên cái cách mọi người tiếp cận mọi thứ đều nó đều nhanh hơn rất là nhiều rồi. Và cái quan trọng thứ hai nữa là cái kiến thức, những cái tri thức của chúng ta trong thời đại ngày nay nó thay đổi nó cực kỳ nhanh chóng, thậm chí là 6 tháng sau, 1 năm sau là doanh nghiệp cái tri thức doanh nghiệp có thể có những tri thức mới, hoặc là sản phẩm đã cập nhật liên tục mới, một cái rất nhiều những cái thứ mới ở xã hội, thậm chí là 1 năm sau mà giới công nghệ mình không biết là có cái thứ gì sẽ thay đổi vào nữa, tức là hoặc là thậm chí là marketing, bao nhiêu thứ công cụ mới bắt đầu đổ vào, vậy thì những chương trình chúng ta xây ra sẽ phải có những cái hình thức mà nó đáp ứng được với tốc độ thay đổi. Thì ở đây có thêm một hình thức học tập, đấy là social learning, tức là chúng ta học tập bằng những tri thức và nó được liên tục sản sinh ra tri thức vào hàng ngày. Đó là những cái tri thức mà các bạn làm việc thực tế với khách hàng bên ngoài, đó là những cái tri thức mà khi chúng ta làm việc nó phát sinh ra trong 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 tình huống thực tế, và nó phát cái nhu cầu của nó đấy là các bạn cái vấn đề này các bạn chưa được đào tạo, các bạn chưa được training, nhưng mà các bạn có nhu cầu cần phải biết ngay để các bạn giải quyết cho khách hàng. Vậy thì những tri thức đấy nó sẽ được lan tỏa và nó được học tập như thế nào, thì Bay có xây dựng một cái social learning, nó sẽ giống như cái cách thức mà gần như chúng ta sẽ rất thích những trang về Quora. Mọi người nếu mọi người sử dụng L&D nhiều, mọi người thấy là chúng ta học từ Quora, chúng ta học từ Google. Ví dụ có vấn đề gì đấy chúng ta chưa biết thì chúng ta cứ search Google hay chúng ta tìm trên Quora. Và thực ra nó sẽ có một cái khó ở đây, đó là những tri thức mà chúng ta tìm được trên mạng thì thực ra nó chưa phải những tri thức mà có thể áp dụng được thực tế vào trong doanh nghiệp. Thì thông thường nếu như chúng ta không tìm được những vấn đề đấy thì đơn giản chúng ta sẽ văn hóa học tập, đơn giản chúng ta phải là người hỏi. Chúng ta phải là người hỏi thì sẽ có những chuyên gia, có những expert ở trong doanh nghiệp, họ sẽ giải đáp câu hỏi đấy cho chúng ta, họ sẽ nghiên cứu, họ sẽ tìm hỏi và họ sẽ giải đáp. Và đây chính là một hình thức văn hóa học tập từ chủ động, từ những người learner, tức là những người họ muốn học. Tức là nó không đến từ những người muốn chia sẻ nhá. Cái này nó đến từ những người thực sự họ đang muốn học, họ đang muốn giải quyết một công việc, mà giải quyết những mục tiêu công việc của họ hàng ngày và chưa có tài liệu tri thức gì cả. Thì đây là một hình, nói chung hình thức này thì nó rất là phù hợp cho các doanh nghiệp mà các bạn trẻ năng động, hoặc là các bạn tiếp, hoặc là doanh nghiệp chúng ta có những cái sự thay đổi nó rất là nhanh chóng, cứ 3 tháng 6 tháng hoặc là mỗi ngày là có những cái tri thức mới mà nó về liên tục và chúng ta không cập nhật lại kịp, hoặc chúng ta không thể là cứ có một vấn đề mới là chúng ta là sharing lại một vấn đề được, bởi vì nó sẽ đến rất là nhiều. Thêm một hình thức nữa mà Bay đang áp dụng đấy là chúng ta số hóa lại tất cả những kiến thức. Các doanh nghiệp ở công nghệ trên thế giới mà Vương rất thích, ví dụ như là ZipLab đi, thật ra là họ có một cái văn hóa học tập, đấy là chúng ta cứ document hết lại tất cả mọi tri thức của chúng ta. Chúng ta chưa cần phải nghĩ là chúng ta phải tổ chức nó đâu cả, chỉ cần chúng ta document hóa nó lại thôi. Chỉ cần chúng ta có tri thức, chúng ta xây được ví dụ như một cái kho sách, thậm chí 500 cuốn, 1.000 cuốn. Sau đấy chúng ta mới nghĩ đến bài toán là chúng ta đi tổ chức nó lại như thế nào. Còn nếu như chúng ta quá quan tâm đến chuyện là chúng ta phải hình thành, chúng ta phải xây dựng cấu trúc tất cả mọi thứ lại, sau đấy thì chúng ta mới bắt đầu gọi là đi gọi là document hóa lại tri thức, thì thực ra nó sẽ bị trễ, nó sẽ bị chậm mà chúng ta không thu gom được đủ tri thức cần thiết. Thì cái văn hóa học tập của bên ZipLab nó họ sẽ rất là hay, đấy là cứ có một cái gì hay và nó mình nghĩ đấy là một cái kinh nghiệm có thể giúp ích được cho doanh nghiệp, nó là một cái tri thức mà có thể là có những người cần phải học nó, hoặc là đây là những thất bại và những cái thành công của mình muốn chia sẻ lại cho các thế hệ tiếp theo, thì đơn giản là mình cứ document hết nó lại. Và thậm chí là Vương muốn thử áp dụng, và Vương có một cái KPI đó là mọi người làm công việc một tháng mọi người phải cho lại được 2 cái case study, những thứ mọi người thành công và những thứ mọi người thất bại, để những bạn về phía sau đơn giản là mọi người đọc những cái tri thức này, nó mọi người sẽ biết là chúng ta nên làm như thế nào là thành công, hoặc chúng ta phải làm như thế nào là thất bại. Còn những cấp quản lý cấp cao hơn, hoặc những người mà làm bộ phận mà chúng ta phải tối ưu hóa một cái văn hóa học tập chung, thì bộ phận L&D mọi người mới là tập hợp những cái tri thức này lại và mọi người sắp xếp để mọi người training và đào tạo,
để nó hình thành lên một cái quá trình học tập hoặc cái quá trình làm sao để làm việc hiệu quả. Bởi vì thông thường rất là khó để cho bởi vì các bạn mà đào tạo L&D của phía bên Vương ấy, thật ra mọi người lại không, rất là khó để mọi người hiểu được business thực tế như thế nào. Mọi người rất là khó để mọi người hiểu là xây dựng chương trình đào tạo như thế nào để nó ra hiệu quả. Và những cái nội dung đấy thông thường nó sẽ đều đến từ trưởng bộ phận. Tức là những cái bài giảng như thế này, những cái nội dung như thế này nó đều đến từ các trưởng bộ phận sẽ phải là người quyết định là chúng ta sẽ làm như thế nào để cho các bạn phát huy được hết năng lực của mình. Hoặc các trưởng bộ phận sẽ phải tích lũy kiến thức lại bằng những cái case study của các bạn đã làm việc ở bên dưới. Tức là ông trưởng bộ phận và những ông mà đang trực tiếp làm việc phải là những ông cung cấp lại tri thức cho bộ phận training và đào tạo. Còn bộ phận training và đào tạo chúng ta sẽ làm sao chúng ta sắp xếp mọi công việc hợp lý, chúng ta làm sao để tổ chức nó hiệu quả, làm sao hiệu quả trong 5-10 bạn, chúng ta làm sao hiệu quả được cho các chúng, nếu chúng ta cần coaching về một một thì tức là Vương cũng chưa biết là đối với các tập đoàn lớn thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà đối với hình thức của Base hiện tại thì cái chịu trách nhiệm cao nhất là chúng ta sẽ phải luôn túm, tức là luôn túm cái ông trưởng bộ phận vào, và chúng ta không bao giờ gọi là để trách nhiệm cho các bạn bảo là dạo này đào tạo không hiệu quả thì lôi đầu các bạn mà đang làm L&D trong Base lên bảo là sau này training kém thế là chúng nó feedback gọi là không ổn hay gì đấy. Mà trách nhiệm lớn nhất của nó như Vương chia sẻ đó là làm sao chúng ta đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, thì trưởng bộ phận làm sao chúng ta đạt được mục tiêu của bộ phận của chúng ta, thì bộ phận L&D, các bộ phận về training và đào tạo mới là bộ phận cái mục tiêu, hoặc là chúng ta đưa ra các chương trình như thế nào nó phải phục vụ cho mục tiêu của ông trưởng bộ phận đấy. Vậy thì ông trưởng bộ phận trong bay thì ông trưởng bộ phận đấy phải là ông chịu trách nhiệm chính về cái việc training và đào tạo này, còn các bạn vận hành ở phía dưới chỉ là đảm bảo làm sao nó được diễn ra thôi, hoặc là các bạn sẽ lấy feedback từ những người học đấy là nội dung này cần cải thiện như thế này, hoặc là chúng ta cần thêm những nội dung ở mục kia, em thấy em thiếu nội dung ở kia, thì bộ phận L&D sẽ gửi lại cho ông trưởng bộ phận để xem những kỹ năng này nó cần thiết hay không, hay là kỹ năng này chúng ta có thể là phát triển nó thành một cái bài giảng như thế nào. Đấy. Thì song song đấy thực ra là môi trường học tập cũng sẽ khá là quan trọng đấy. Môi trường học tập mọi người sẽ phải set up một cái không gian học tập nó không quá tù túng, hoặc nó không không giống một cái hình thức là lớp học, bởi vì đi học 12 năm về học lớp học, về học đại học nó cũng khá là kiểu nó không hứng thú nhiều lắm. Mà thực tế là chúng ta có thể đổi, một có thể thử đổi cái cách mà chúng ta, cái môi trường chúng ta training và đào tạo, chúng ta có một cái không gian chung rất là kiểu mọi người vào đây rất là vui vẻ, rất là thoải mái, và chúng ta chia sẻ những cái thứ nó rất là tốt đẹp và mọi người sẽ rất là willing. Hoặc là ok, nếu mọi người chưa có một cái không gian mà nó phù hợp để chúng ta thúc đẩy văn hóa học tập, thì giống như bên Vương cũng có đợt hồi đấy mà văn phòng chặt quá rồi, rồi rồi lôi hết cả team thứ bảy ra một co-working ở bên ngoài, hoặc là thuê một địa điểm nào khác ngoài công ty để tinh thần chúng ta thoải mái, và chúng ta rất là dễ, chúng ta willing, chúng ta tiếp nhận được thứ mới, và nó không phải là cái thứ ép buộc hay là thứ bắt buộc. Thì trừ tức là môi trường về cơ sở, về vật chất, hoặc là những môi trường mà chúng ta về môi trường số, làm thế nào để mọi người document hóa là được tài liệu, làm thế nào thậm chí là chúng ta dùng Google Drive cũng được, cứ đẩy hết tất cả những tài liệu tri thức phân bố theo thời gian, phân bố theo các phần mục, thì nó sẽ là một cái tức là văn hóa, cái hình thức mọi người học tập, tức là mọi người sẽ rất là vui để mọi người học nó, mọi người thấy nó có giá trị, mọi người thấy có giá trị cho công ty, mọi người thấy có giá trị cho bản thân, và cái cách mình tiếp cận là cái cách mà khi mình tham gia học tập nó cũng rất là thoải mái, và nó cái môi trường của nó rất là hứng thú, và mình kiểu ok, mình chỉ chờ đợi là mỗi tuần thêm được một lần base sharing, mình muốn là mỗi tháng có thêm các đợt chia sẻ mới, có thêm những tri thức, những tài liệu mới. Thì đấy là những cái hình thức mà ở Bay đang triển khai và áp dụng. Thì cũng có một cái câu Vương hay nói với các bạn đấy là đầu tư lớn nhất là đầu tư vào tri thức thôi, bởi vì nó là cái tích lũy trong vòng, không chỉ là trong giai đoạn trong năm nay mà là trong 1, 3, 5 năm, 10 năm sắp tới, nó luôn là một cái gần như là một cái ROI lớn nhất mà mọi người cần phải đầu tư vào. Cho nên mọi người đừng bao giờ ngại đầu tư vào cho tri thức. Ở bên còn rất nhiều hình thức nữa, ở bên còn chúng ta cũng có những cái kho sách, gần như trưởng bộ phận nào cũng mua một đống sách về và nhân viên cứ thế mà đọc, hoặc là trưởng bộ phận cứ thấy sách nào hay mà có thể ứng dụng được cứ thế mà bỏ tiền ra thôi, cũng chẳng phải là công ty chính sách cơ chế gì đâu, mỗi gần như mỗi trưởng bộ phận được cứ mua một đống sách về để ở đấy, đơn giản nó là cái văn hóa thực sự.
chứ nó không phải là một cái gì đấy nó ép buộc mọi người cả, đơn giản tất cả mọi người đều đang như thế rồi, thì nó là cái văn hóa học tập. Thì ok, thì phần chia sẻ của Vương thì chắc cũng kết thúc ở đây. Thì cũng hy vọng là qua câu chuyện của Base, những doanh nghiệp, hy vọng những doanh nghiệp mà đang có cùng trong cùng quá trình mà đã phát triển giống như Base hoặc là cũng cùng quy mô như Base, thì hy vọng là các anh chị cũng có một số kinh nghiệm hoặc cũng có một số mọi người có thể thử và áp dụng được. Ok, thì rất là cảm ơn mọi người. VN, và tôi tin rằng là những cái phần chia sẻ của anh Vương cũng là câu chuyện chung của chúng ta. Phát triển nóng rất là nhanh, cái số lượng nhân sự tăng trưởng rất là nhanh, và tôi tin rằng là văn hóa học tập thực sự là một trong những giá trị cốt lõi của VN và là một trong những yếu tố thành công để đơn vị thành công phát triển rất là nhanh, super fast trong vòng 3 năm vừa rồi. Vậy thì anh chị nào có cái mong muốn tìm hiểu về cái bộ giải pháp xây dựng văn hóa học tập tại VN thì anh chị có thể vào phần khảo sát, anh chị ấn vào cái phần mà phần phân tích, phần khảo sát ấy, để ban tổ chức có thể có những hỗ trợ tới anh chị. Vậy thì giống như tôi có chia sẻ ban đầu, cái phần nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ cân bằng với mấy yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta cũng phải hiểu về câu chuyện là bản chất về văn hóa học tập tại các đơn vị lớn như thế nào. Cái thứ hai là phía anh Sơn cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều case study tại các doanh nghiệp lớn anh Sơn đã từng triển khai, giống như Eximbank, Sacombank hay là Big C hay là Techcombank. Phía anh Vương cũng chia sẻ rất nhiều câu chuyện thực tế tại bay.vn. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận những câu hỏi của anh chị. Vậy thì ở đây chúng tôi có một số câu hỏi từ phía ban tổ chức khi bắt đầu chương trình, cũng như phần câu hỏi trong phần chat này. Tôi xin mời anh Vương và anh Sơn sẽ bắt đầu phần Q&A ạ. Thì ở đây tôi có một câu hỏi của bạn Hồng Ân. Trong cái phần câu hỏi thì câu hỏi nào hay với cái nhu cầu của anh chị thì chúng ta sẽ ưu tiên trả lời trước, và tôi tin rằng đấy là cái điều mong muốn của anh chị. Thì trước mắt tôi có thể xin mời chị Hồng Ân tại công ty Bitit có một câu hỏi khá là thú vị ạ. Xin mời chị Hồng Ân ạ. Và xin mời ban tổ chức có thể mở mic chị Hồng Ân giúp tôi ạ. Vâng, câu hỏi của chị Hồng Ân như sau ạ. Câu hỏi chị Hồng Ân là: doanh nghiệp chỉ quan tâm đến kết quả công việc cũng như kết quả kinh doanh. Vậy thì nhân sự sẽ có cảm giác là học là ép buộc. Vậy thì trong cái trường hợp này thì phương pháp nào là tốt nhất? Thì câu hỏi này tôi xin mời anh Sơn có thể chia sẻ với chị Hồng Ân và mọi người ạ. Và đây là câu hỏi mọi người cũng quan tâm rất là nhiều ạ. Cảm ơn Nam và cảm ơn bạn Hồng Ân về câu hỏi của bạn. Thì Sơn xin phép được chia sẻ là đối với những... theo kinh nghiệm của Sơn ha, là cái việc đi học nhân viên thường thường có hai đối tượng họ sẽ trì hoãn, và họ không nhân viên họ họ nói là đi học không có ích gì cho cái việc mà cái kết quả công việc của họ. Còn line manager, cái quản lý trực tiếp á, thì họ nói là người làm mà không có lấy đâu người đi học. Thì thông thường đó là hai câu trả lời thường xuyên nhất mà chúng ta hay gặp. Thì cái cách mà ở những tổ chức Sơn đã làm thì Sơn chia sẻ cái kinh nghiệm nó như thế này các bạn. Thì không phải ép buộc gì hết, mà là nếu bạn muốn được vị trí đó thì bạn sẽ phải học những cái khóa như thế này. Thì thông thường á, là ở bên nhân sự thì nó như các bạn cũng biết là nó sẽ có những cái khung năng lực dành cho từng cái vị trí một. Đặc biệt những cái tổ chức lớn á, thì cái phần này họ làm rất là bài bản. Tiếng Anh nó là competency á. Thì sau khi mà có cái khung năng lực ở phân phòng nhân sự rồi, thì vào trung tâm đào tạo họ sẽ dựa vào khung năng lực đó, họ sẽ lên những cái chương trình đào tạo, họ sẽ lên những cái khung đào tạo learning roadmap cho từng cái vị trí đó, và họ sẽ đặt những cái thứ tự ưu tiên. Chứ tại vì ví dụ một vị trí là họ cần phải học là 10 khóa thì chẳng hạn, thì không thể nào trung tâm đào tạo tổ chức 10 khóa đó mà họ phải đặt thứ tự ưu tiên dựa trên cái chiến lược kinh doanh cũng như là cái tập trung cái kế hoạch kinh doanh của tổ chức trong cái năm đó. Thì khi mà bạn đã có cái khung năng lực cũng như là bạn có cái khung đào tạo và cái kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt của tổng giám đốc đó, thì bắt buộc nhân sự đó phải đi học. Cái điều mà thúc đẩy cái việc đi học này á, là cái vai trò chính á,
không phải là trung tâm đào tạo. Trung tâm đào tạo chỉ là người cung cấp ra cái tools với lại những cái cơ chế cũng như là những cái quy định, quy trình về 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 huấn luyện trong cái tổ chức đó, mà là cái người line manager họ sẽ đóng vai trò chủ chốt. Do vậy ở những cái tổ chức mà Sơn làm á, thì cái KPI về đào tạo của cái ông line manager trung bình là từ 5 tới 10%. Nó bao gồm hai phần. Cái phần thứ nhất á, là anh tổ chức cái đào tạo trong trong cái phòng ban của anh như thế nào. Cái thứ hai nữa là anh đã đi học bao nhiêu, anh đã tự đứng lớp trong cái phòng ban hoặc trong cái khối phòng ban của anh á, theo quy định, ví dụ là một năm là 24 giờ hoặc là 32 giờ, ví dụ như vậy. Cái con số thì mình tùy thực tế của đơn vị thôi. Thì khi bạn đặt KPI cho line manager như vậy á, thì họ ngay lập tức họ sẽ có áp lực ngay lên nhân viên và bắt buộc nhân viên phải đi học. Và đồng thời line manager họ cũng có một cái KPI để họ tự đào tạo trong nội bộ của họ. Như vậy cái vai trò của L&D là các bạn cung cấp những cái công cụ, những cái quy trình, cũng như là bạn có được cái sự approval cho từ phía BOD với BOM để bạn triển khai những cái chương trình đào tạo của mình. Chứ bạn không phải cực nhọc bạn lên chương trình đào tạo rồi bạn đi năn nỉ hoặc bạn lạy lục từng học viên, rồi bạn lại phải viết thư xin phép những cái online manager để mấy ông ấy cho nhân viên bỏ ra một phần thời gian đi làm của nhân viên của mấy ông để đi học. Không phải. Bây giờ bạn lập một cái cơ chế là line manager phải có những cái KPI về đào tạo ABC như thế này, nhân viên phải có những KPI về đào tạo như thế này, và các bạn cứ thế mà các bạn triển khai thôi, các bạn không phải đi thuyết phục ai hết. Đó là kinh nghiệm mà Sơn làm và nó rất là work. Các bạn sẽ làm từ top down xuống. Không biết là câu trả lời của Sơn có... Vâng, cảm ơn phần chia sẻ. Vâng, câu hỏi của chị Ân thì nếu mọi người có phần bổ sung ấy, và trong kinh nghiệm thực tế của mọi người có thể chat vào phần chat ạ, để có thể phần chia sẻ ạ. Vâng ạ, hiện nay thì ban tổ chức vẫn tiếp tục đặt các câu hỏi, thì tôi tin rằng là cái phần câu hỏi của chị Ân cũng là cái bài toán rất là nhiều doanh nghiệp đang gặp phải, anh Sơn. Có nghĩa là khi mà mình triển khai các chương trình đào tạo thì hầu như công tác truyền thông hay là công tác về mặt tư tưởng ở các bộ phận chức năng hay là BUD thì mình có thể truyền thông tới từng nhân viên, bởi vì là câu chuyện là cái chương trình đó là chương trình của phòng đào tạo hay là chương trình của công ty, chương trình của chính họ, thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là phần chia sẻ của các bạn cũng sẽ là rất là quan tâm. Vâng, trong cái phần câu hỏi này nếu mà mọi người muốn bổ sung thêm thông tin của anh Sơn thì tôi rất là muốn anh chúng ta cùng nhau chia sẻ, và vừa anh Sơn cũng chia sẻ phần chat cũng rất là thú vị. Anh Sơn cũng có nói đấy là những gì khiến chúng ta tổ chức thành công trong quá khứ và hiện tại thì không thể đảm bảo trong tương lai. Hôm nay buổi chúng ta là phần chia sẻ lẫn nhau, và tôi tin rằng trong phòng chúng ta có rất nhiều anh chị chúng ta có những kinh nghiệm thành công và kể cả thất bại trong tổ chức của mình, thì rất mong anh chị chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Đấy là cái tinh thần của chương trình của chúng ta. Sau đây thì tôi có một câu hỏi tôi nghĩ cũng rất là Hương. Câu hỏi của chị Bùi Việt Hương có câu hỏi như sau: doanh nghiệp không có lợi thế về mặt công nghệ thì hình thức văn hóa học tập hiện nay là công nghệ, thì mình sẽ xây dựng và triển khai văn hóa học tập như thế nào? Xin mời anh Vương. Có nghĩa là doanh nghiệp không có lợi thế về mặt công nghệ thì mình sẽ làm như thế nào văn hóa học tập? Ok. Vâng. Thì cũng. Alo. Vẫn nghe anh nghe rõ đúng không? Vâng ạ, chúng tôi nghe rõ ạ. Ừ. Thì cũng như trong Vương chia sẻ vừa rồi thì ra là chúng ta có vâng những ạ. Cách nó rất là truyền thống và nó vẫn rất là hiệu quả mà Bay đang áp dụng. Là chúng ta sử dụng những hình thức mà chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước đến những người đi sau, thì đó là một hình thức về chúng ta chia sẻ dạng có thể là theo những group, những người theo nhóm, hoặc còn một cái hình thức khác nữa, đó là Vương cũng chưa nói trong buổi hôm nay, đó là ở đây còn áp dụng những cái hình thức về coaching, tức là những bạn đi trước sẽ luôn kèm cặp được một người đi sau. Đây là chưa liên quan đến về vấn đề về quản lý nhé, đây chỉ là gọi là những người mentor và những người mentee thôi. Là bất cả những bạn nào vừa vào công ty thì các bạn sẽ đều luôn có một người mentor đã làm ở vị trí đấy rồi, và làm sao để các bạn hỗ trợ và training, thậm chí là coaching một một trong suốt quá trình đấy. Và cái lý do vì sao mà bạn mentor đấy sẽ phải làm công việc đấy, vì đây là cái mà các bạn sẽ cần phải làm để các bạn đạt được những kỹ năng về training và đào tạo để lên các cấp quản lý. Cho nên là gần như mình sẽ vừa mapping được với nhu cầu của các bạn tham gia trong doanh nghiệp, cũng như là các nhu cầu của những người training và những người đào tạo. Và những hình thức này nó không cần công nghệ gì cả, nó tất cả mọi thứ rất là cần yếu tố về con người, và nó rất là
Kiểu như doanh nghiệp nào, quan điểm nào chúng ta cũng thể áp dụng được rồi, nó giống như là một thầy một trò, một doanh nghiệp vào rồi, và đơn giản đây là hai người đồng hành với nhau. Và ngoài ra thì thật ra là công nghệ bây giờ nó cũng không quá khó đâu, nhưng cũng mình chia sẻ đó là những cách thức chúng ta sử dụng Google Drive để chúng ta document hóa lại tài liệu, hay là chúng ta sử dụng những nền tảng mà lưu trữ về online thôi, Google Drive hoặc Dropbox, để chúng ta có thể làm có những tư liệu, chúng ta có những thậm chí là những cuốn ebook nội bộ trong tài liệu. Ví dụ như là Vương biết là những doanh nghiệp mà kinh doanh về bán hàng, mọi người sẽ luôn có một cuốn gọi là bí kíp về bán hàng, và cuốn bí kíp bán hàng đấy sẽ luôn gọi từ những ông gọi là giám đốc bán hàng và những trưởng bộ phận, những ông senior cùng nhau xây dựng một cái cuốn bí kíp đấy, và làm sao đơn giản nó chỉ một cái file và chúng ta lưu trữ ở trên đấy thôi, và cứ mỗi tháng chúng ta cập nhật mới, chúng ta có thêm những hình thức mới, thì các ông trưởng bộ phận và những người có kinh nghiệm họ cứ tiếp tục cập nhật vào cuốn đấy, và gần như các bạn làm sale các bạn chỉ cần đúng một cái hàng tháng theo dõi cuốn bí kíp bán hàng đấy nó có thay đổi gì hay không, hay là mỗi một bộ phận chúng ta có xây dựng một cái, chúng ta không 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 có quá nhiều thứ công nghệ thì chúng ta tập trung làm một thứ tốt nhất và chúng ta truyền đạt nó một cách hiệu quả thôi, thì tôi nghĩ là nó không quá khó đâu. Đâu đâu nữa, ngày xưa thì có thể là nhiều khi còn phải in ra giấy hoặc là in sách vở đó, nhưng mà giai đoạn hiện tại thì nó công nghệ nó vào đời sống hàng ngày rồi, chứ nó chưa cần thiết là chúng ta phải nghĩ cứ cao xa hơn. Ok, thì đó là hai hai chia sẻ ngắn gọn của Vương. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Vương, và tôi cũng rất là đồng ý phần chia sẻ của anh Vương về câu chuyện là thực ra về câu chuyện là công nghệ thì hiện nay có rất là nhiều công công cụ mà là free ở các cái nền tảng để có thể chia sẻ với chúng ta, để có thể là lưu trữ hay là câu chuyện là truyền thông hay là tổ chức những buổi đào tạo online thì bây giờ rất là dễ. Thì có thể sau chương trình bắt gửi cho anh chị một số công cụ mà hiện nay một số doanh nghiệp đang áp dụng. Ở đây thì tôi có nhận được câu hỏi tôi nghĩ là rất là thực tế, là từ đến chị Nghiêm Diệu Linh, chị Nghiêm Diệu Linh ở ngân hàng Vietinbank. Câu hỏi dành cho anh Sơn ạ. Anh Sơn ạ. Câu hỏi đấy là anh Sơn có thể chia sẻ thêm về cái case study là Thành Công, bởi vì hiện nay chúng tôi cũng được biết đến là Sacombank, Thành Công cũng là một trong những đơn vị mà có cái văn hóa học tập rất là hiệu quả, và cái quan trọng hơn đấy là cái văn hóa học tập nó tác động đến hiệu quả kinh doanh. Thì anh Sơn có thể chia sẻ một số câu chuyện hay là một số cái tip hay là một cái dự án anh Sơn đã từng triển khai tại Sacombank mà nó tác động đến hiệu quả kinh doanh thông qua cái việc học tập không ạ? Xin mời anh Sơn ạ. Rồi, xin cảm ơn Nam và bạn Linh. Sơn sẽ chia sẻ thêm về cái case của cụ thể đây là của Sacombank. Sacombank thì thời Sơn làm, rồi sau đó thì anh Đặng Văn Thành về làm chủ tịch hội đồng quản trị của TCC. Thì cái cách mà họ duy trì Sacombank duy trì thành lập cái văn hóa học tập trong tổ chức cũng như là cái tri thức ở trong cái tổ chức đó để nó liên tục nó duy trì và nó không không mất đi khi mà có một cái khi mà nhân sự rời khỏi cái tổ chức đó, thì họ làm cũng rất là bài bản và thông minh mà không không lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ nha. Tại vì lúc đó thì lúc Sơn vừa mới vào làm thì Sơn là người đầu tiên xây dựng cái hệ thống e-learning của Sacombank á. Thì trước đó họ đã làm cái việc là thu thập những cái kiến thức của tổ chức đó rồi. Cái cách như sau các bạn. Tức là ngoài cái việc xây dựng cái đội ngũ giảng viên nội bộ là những cái line manager, là những cán bộ quản lý trực tiếp cũng như là những trưởng phòng ban nghiệp vụ á, thì họ tập trung lại thành những giống như là những cái textbook á. Do hồi nãy bạn Phương có chia sẻ đó, thì họ tập trung là những cái textbook, best practice là những cái tình huống thực tế điển hình luôn, và họ liệt kê, họ xếp thành những cái chuyên mục. Ví dụ như trong ngành ngân hàng nó có những chuyên mục là về khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, và những cái tình huống cụ thể liên quan tới những cái phòng ban hoặc những cái đối tượng của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, thì họ làm ra những cái quyển textbook như vậy. Gặp những tình huống như vậy thì bạn sẽ xử trí nó như thế nào, và cái quyển đó là quyển chi tiết, và họ cũng có một cái phần brief ở bên ngoài để cho khi gặp bất kỳ một tình huống nào thì nhân sự họ có thể dễ dàng họ tiếp cận, và đặt chỉ tiêu luôn cho cái ông line manager, tức là ông giám đốc chi nhánh hoặc là trưởng phòng giao dịch đó, là ổng phải có trách nhiệm ổng triển khai những cái nội dung này tới từng từng nhân viên, từng phòng ban ở trong chi nhánh của ông đó. Bất kỳ lúc nào thì bên kiểm toán nội bộ họ sẽ xuống kiểm tra là có triển khai những cái nội dung đó hay không, và cái kết quả kiểm toán nội bộ cũng như là kết quả kinh doanh của phòng ban á, kết quả kinh doanh của cái ông line manager, của ông giám đốc chi nhánh đó sẽ phụ thuộc vào cái việc đào tạo và phát triển nhân sự.
Đó là cái kinh nghiệm mà Sơn có thể chia sẻ với các bạn. Ngoài ra đó là đối với những cái tổ chức lớn đó, thì chẳng hạn như hồi đó Sacom khi mà cần phải thay đổi một cái mô hình kinh doanh đó, hoặc là triển khai một cái dự án, thì họ linh động, họ lập ra một cái ban dự án bao gồm những một số cái thành viên chủ chốt trong những cái phòng ban. Và chẳng hạn như hồi đó Sacombank có triển khai một cái dự án nó gọi là thúc đẩy bán, cũng tương tự như là cái chương trình thúc đẩy bán của Techcombank á, thì bao gồm những cái bạn bán hàng giỏi nhất từ các chi nhánh cũng như là những cái người mà chuyên môn từ 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 những phòng nghiệp vụ á, thì họ sẽ tập trung vào cái ban dự án đó và họ đi triển khai. Họ có những việc sau đây. Thứ nhất á, là họ sẽ xây dựng cái bộ bộ giáo trình đào tạo. Cái thứ hai nữa là họ sẽ đào tạo cái đội ngũ giảng viên nội bộ tại những cái chi nhánh cũng như là tại những cái khu vực, và họ triển khai toàn bộ đồng loạt tại những cái chi nhánh đó, và họ chuyển giao luôn cái tài liệu để khi gặp bất kỳ một cái nhân viên mới hoặc là có những cái thay đổi nào thì họ sẽ cập nhật và họ sẽ update thông qua những cái đầu mối đó, thì nó sẽ rất là nhanh. Và đồng thời á, là sẽ đào tạo được cái đội ngũ cán bộ, đào tạo được cái lực lượng giảng viên nội bộ tại cái đơn vị. Thành ra cái việc di chuyển của trung tâm đào tạo xuống các đơn vị đó thì nó sẽ giảm thiểu một cái chi phí rất là đáng kể. Và đó là cái cách mà bên bên ngân hàng Sacombank đã triển khai. Dạ không biết có đáp ứng cái câu hỏi của bạn Diệu Linh không ạ? Và tất cả những cái tri thức từ những cái dự án cũng như là từ tất cả những cái tài liệu của trung tâm đào tạo thì đều được lưu lại hết. Đều được lưu lại. Lúc đó thì chưa có phổ biến cái Google Drive, thì đều được lưu lại ở trong cái intranet để mọi người hoàn toàn có thể lên đó tra cứu bất kỳ khi nào cần thiết. Dạo sau khi mà Sơn đã thiết lập được cái hệ thống LMS rồi thì cái chuyện đó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đặc biệt cũng chia sẻ với các bạn luôn, hồi nãy bên bên chỗ Base Việt Nam họ có một cái chia sẻ là social learning á, tức là việc mà xây dựng những cái nội dung về về đào tạo nó không còn còn từ phía trung tâm đào tạo nữa, mà là nó sẽ là từ phía những cái học viên cũng như là từ phía những cái nhân viên hoặc là từ phía cán bộ quản lý, tất cả những người trong một tổ chức họ đều đóng góp vào cái về cái tri thức của tổ chức đó luôn, chứ không phải chỉ xuất phát từ trung tâm đào tạo hoặc là chỉ xuất phát từ những phòng ban nghiệp vụ của tổ chức đó không. Thành ra và họ có một cái platform như cái platform mà Sơn làm ở bên Coca-Cola đó, thì là cái platform đó thường thường sử dụng là Sơn nghĩ nó cũng tương tự như của bên 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 Base.vn á, thì là họ sử dụng Workplace, và trên đó nó sẽ có rất là nhiều group chia sẻ về từng cái đề tài khác nhau, và các bạn hoàn toàn có thể đóng góp những cái nội dung cũng như cái clip hình ảnh các bạn tiếp xúc với khách hàng, hoặc là những cái biểu mẫu mà các bạn trao đổi, hoặc những tình huống điển hình các bạn làm với khách hàng thành công hoặc thất bại, các bạn đều chia sẻ trên cái platform đó. Đồng thời trung tâm đào tạo cũng là cái coordinator, là cái người tổ chức những cái cuộc thi nhỏ thôi, món quà cũng nhỏ thôi, là ví dụ như trong tuần hoặc là trong tháng đó là có những cái tình huống nào tiếp xúc với khách hàng thành công mà được nhiều người bình chọn nhất, hoặc là những cái hình ảnh đẹp, hoặc là những cái khóa đào tạo nào mà được các bạn bình chọn là thú vị nhất, thì đó, toàn bộ những cái thông tin đó thì trung tâm đào tạo tổ chức cuộc thi để làm chi, để những người mà học viên họ sẽ contribute, họ sẽ cảm thấy là mình thực sự engage, mình thực sự là gắn kết với lại cái văn hóa học tập của tổ chức, chứ không phải chỉ là chuyện là hàng tháng hoặc là hàng năm tôi phải đi học bắt tôi phải học được ba tôi phải học 3-4 khóa dựa trên cái yêu cầu của tổ chức. Thì họ cảm thấy là nó xuất phát từ chính cái nhu cầu của họ, thì họ tham gia vào thì họ sẽ cảm thấy hào hứng hơn. Yeah, đó là cái cách mà Sơn đã từng trải nghiệm qua. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ. Tôi nghĩ là rất là thực tiễn của anh Sơn tại một tổ chức khá thành công Bùng Banh. Và thực ra cũng cho chúng ta đều thống nhất với nhau về câu chuyện đấy là chúng ta hiện nay đang nói về L&D. Nó khác rất nhiều về training. L&D thì anh Sơn cũng đã nói về câu chuyện là learning, có nghĩa là học hỏi, là xuất phát nhu cầu tự thân của cái người học viên đó, của người nhân viên đó, đúng không anh Sơn? Dạ. Yeah. Vâng. Vậy thì nếu anh chị có những phần bổ sung tại các tổ chức các anh chị về câu chuyện là thúc đẩy văn hóa học tập tại những đơn vị ở quy mô lớn, thì anh chị có thể chia sẻ để tôi cũng thấy ở trong group của chúng ta có rất nhiều anh chị ở đơn vị rất là lớn, quy mô đến 500 đến 1.000 người, rất là nhiều. Vâng.
Và cái phần liên quan đến văn học tập thì tôi nghĩ rằng là phía trong cái box chat của ban tổ chức, chúng tôi đã gửi rất là nhiều bài viết của HRD Academy và của Bay.vn, rất là sát, rất là thực tiễn tại các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra chúng tôi ở ban tổ chức là HRD Academy và Bay.vn cũng có rất là nhiều các cái ebook có thể chia sẻ tới anh chị, để anh chị vui lòng có thể truy cập để chúng ta cùng học hỏi. Vâng ạ, tôi sẽ bắt đầu một câu hỏi tiếp theo của một đơn vị khá là lớn, đấy là tập đoàn Lotus Group, chị Linh Giang, phụ trách đào tạo. Thì câu hỏi này tôi nghĩ rằng là câu hỏi cũng tôi cũng gặp thường xuyên tại các cái chương trình mà do HRD Academy tổ chức, đấy là liên quan đến đánh giá hiệu quả đào tạo. Đấy, hiệu quả đào tạo. Thì ở đây chị Giang có hỏi đấy là để gắn kết hoạt động đào tạo ấy, thì nó phải gắn ăn cái câu chuyện là hiệu quả để đầu tư ngân sách đào tạo và đo lường hiệu quả đào tạo ở các bộ phận ví dụ như là sale này, marketing này thì có thể khó nhưng mà áp dụng được. Tuy nhiên đối với bộ phận back office thì vậy thì sẽ sử dụng phương pháp đo lường như thế nào để mình đầu tư cho cái bộ phận back office? Câu hỏi này xin mời anh Vương. Ok. Rất cảm ơn câu hỏi của chị Nguyễn Liên Giang. Thì đấy cũng là bài toán mà thực tế mà khi Bay đi triển khai với các khách hàng và cũng chính bản thân của Bay, đấy là vấn đề liên quan đến những thứ mà chúng ta có thể đo lường được, thì chúng ta sẽ luôn biết cách để chúng ta cải thiện, chúng ta áp dụng và chúng ta nâng cấp nó lên dần. Thì đối với những vị trí và những cái bộ phận mà đang không trực tiếp liên quan đến về doanh thu của công ty, nhưng mà bản thân chúng ta sẽ luôn nhận ra được là thì đó bộ phận về back office, ví dụ như phía bên Vương là có bộ phận về hành chính, bộ phận hành chính, kế toán, pháp lý. Và thực tế là trong tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp khi làm việc với khách hàng thì đều cần sự hỗ trợ và sự kết hợp của các bộ phận liên quan đến về để làm sao có thể hoàn thành được hợp đồng hoặc là các vấn đề về pháp lý hay là các vấn đề về nhân sự. Thì câu vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ luôn phải gần như ở phía mà chúng ta phải luôn đặt được, chúng ta phải luôn có một cách chúng ta đánh giá được các bạn đang làm tốt hay chúng ta làm không tốt, nó dựa trên những chỉ số như thế nào. Ví dụ như bộ phận liên quan đến về back office, chúng ta không liên quan trực tiếp đến về doanh thu, nhưng mà chúng ta có thể xem đấy như một bộ phận dịch vụ đang làm việc ở trong doanh nghiệp. Vậy thì thông thường các anh chị mà đánh giá các hệ thống dịch vụ khác mà anh chị đang sử dụng sẽ như thế nào? Thì thông thường chúng ta sẽ có hai hình thức, đấy là chất lượng của dịch vụ đấy, chất lượng của dịch vụ và bộ phận back office đang hỗ trợ và người đang sử dụng dịch vụ đấy là ai? Đấy là những nhân viên trong doanh nghiệp. Thì chúng ta phải có hình thức mà chúng ta feedback, chúng ta sẽ đánh giá 360 độ về gọi là chất lượng công việc của các bạn đang hỗ trợ trong doanh nghiệp. Và cái thứ hai đấy là các phần liên quan đến về đo đạc về thời gian xử lý và thời gian phản hồi. Ví dụ như thông thường giữa các bạn làm việc về tài chính kế toán đi, các bạn duyệt hợp đồng quá lâu hoặc các bạn làm việc có sai sót, vậy thì trước khi áp dụng những cái hình thức về training và đào tạo, vậy thì chúng ta đã phải có một cái bảng survey là dịch vụ về làm hợp đồng trong công ty mọi người có đang, ví dụ như 50 bạn sale sẽ cùng đánh giá đấy là dịch vụ làm hợp đồng của công ty bây giờ chất lượng đang như thế nào, mọi người có happy với nó hay không, thang điểm ví dụ như là 3.0 chẳng hạn, và cái tốc độ mà xử lý của các bạn ví dụ đang là 5 ngày. Vậy thì sau khi chúng ta áp dụng những cái về văn hóa về học tập để giúp mọi người làm việc teamwork được tốt hơn, các bộ phận về back office quản lý về thời gian tốt hơn, những kỹ năng về điều hành, về kỹ năng về vận hành trong doanh nghiệp, vậy thì kết thúc một quá trình về văn hóa, kết thúc một khóa về training như thế xong rồi thì kết quả các tháng kế tiếp chất lượng của các bạn sale có hài lòng hay không, các hình thức về back office mà hỗ trợ cho các bộ phận sale, hỗ trợ các bộ phận khác thì chất lượng đấy đã hài lòng được hơn hay chưa, và cái thứ hai là tốc độ thời gian đã được cải thiện hơn hay chưa. Thì đấy chính là những cái mà doanh nghiệp của chúng ta sẽ cần phải đo được. Bởi vì nếu không đo thì bộ phận L&D chúng ta hay là xây dựng về training chương trình cho họ, chúng ta không biết là học xong cái khóa này thì tốn tiền đầu tư như thế này rồi thì nó mang lại kết quả gì. Thì trên những hình thức đấy là nó hỗ trợ cho các bạn làm được kinh doanh và nó hỗ trợ thời gian mà các bạn hoàn thành được công việc nhanh hơn. Thì nó chính là cuối cùng thì bản chất cũng là giúp cho doanh nghiệp chúng ta đạt được một cái mục tiêu mà nó chất lượng hơn và nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần doanh thu. Thì đấy chính là những cái mà chúng ta có thể relevant và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đo được, dù là back office, dù là làm về tuyển dụng, làm về nhân sự, thậm chí là chăm sóc gọi là cây cảnh hoặc là chăm sóc trang thiết bị vật chất trong văn phòng, hay là IT test, tức là các bộ phận IT hỗ trợ. Thì cái KPI đánh giá các bạn nó chính là cái feedback của những khách hàng đang sử dụng dịch vụ đấy và cái thời gian mà các bạn đấy cam kết hay là các bạn đấy
có trễ deadline hay là trễ những dịch vụ cam kết trong doanh nghiệp hay không. Ví dụ như là hứa sửa một cái máy tính như thế này nhưng mà mấy ngày rồi chưa sửa xong, hay là hứa là trong dịch vụ của chúng ta là có một cái đó là review một cái hợp đồng như thế này trong vòng 12 tiếng nhưng mà lại chưa xong chẳng hạn, thì chúng ta phải set up ra được những hình thức. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đo được thì chúng ta sẽ cải thiện được. Thì đấy là cái quan điểm của Vương về chuyện làm sao mà chúng ta ghi nhận cái kết quả của bộ phận L&D đối với những bộ phận mà gọi là khó đo lường thôi, chứ chúng ta không phải chúng ta không đo được đâu. Chúng ta xác định cái gì là key thì chúng ta sẽ measure nó, chúng ta xác định, chúng ta sẽ đo lường nó và chúng ta cải thiện được. Thì lúc mà chúng ta áp dụng những training, những khóa đào tạo, những kỹ năng vào thì thực tế nó sẽ nó thực sự thay đổi doanh nghiệp của mình như thế nào thì mọi người nhìn vào rất là rõ. Mọi người à, chúng ta áp dụng bộ phận này xong rồi, chúng ta áp dụng qua các bộ phận tiếp khác thôi. Ok, yeah. Thì đấy là phần vâng. Của Vương. Yeah, cảm ơn Vương cho Sơn xin phép được chia sẻ thêm là những cái thông tin mà Vương vừa nói á, là nó cũng có nằm, nó có thể tổng hợp lại thành một cái bộ thông thường ở những tổ chức á, là nó gọi là SLA, tức là cam kết về cái chất lượng phục vụ. Thì sau khi mà xây dựng cái bộ này á, thì là từng cái phòng ban họ sẽ xây dựng cái bộ này và họ trao đổi hết những cái các phòng ban liên quan khác. Sau khi ký xong cái SLA đó thì là nó sẽ là cái căn cứ để mình đánh giá và cái chất lượng phục vụ nội bộ hàng năm. Và căn cứ vào đó nó cũng sẽ là cái tiền đề để cho họ đề xuất ra những cái khóa đào tạo để mình cải thiện cái chất lượng SLA của bộ phận của mình. Đúng rồi, chính xác. Vâng, xin cảm ơn phần bổ sung của anh Sơn, và tôi nghĩ rằng đây là cái nội dung mà mọi người rất là quan tâm trong cái phần bổ quan điểm ảnh hưởng và tác động vào học tập. Thì đây là một nội dung mà tôi nghĩ rằng là nội dung khó chị LED quan tâm. Thì trong trong tháng 4 tháng 5 vừa rồi thì bên tôi cũng có tổ chức một cái chương trình là Core Learning dành cho anh chị L&D Việt Nam. Chương trình có sự tham dự với hơn 1.000 người anh chị tham dự về L&D. Thì trong đó chúng tôi tổ chức 8 chuyên đề. Thì chuyên đề cuối cùng là chuyên đề liên quan đến đánh giá hiệu quả đào tạo. Thì trong đó thì cái phần link tôi gửi thì HRD cũng đã tổng hợp về các cái nội dung rất là hệ thống về mặt học thuật, về các cái công cụ, các cái mô hình về đo lường hiệu quả học tập. Song song với đó cũng là cái cách mà triển khai tại các đơn vị và có một số case study rất là thực tiễn. Thì nếu anh chị nào quan tâm sâu hơn về cái chủ đề liên quan đánh giá hiệu quả học tập, anh chị có thể click vào cái link mà tôi vừa gửi để chị có thể tham gia. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái chuyện là văn hóa học tập, chúng ta sẽ làm như thế nào, tiếp cận về mặt hệ thống thì anh Sơn đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về mặt làm thế nào. Thì ở đây tôi thấy có một câu hỏi mà rất nhiều anh chị chúng ta vote, và tôi nghĩ rằng là đây là cái mà các doanh nghiệp chúng ta quan tâm. Thế là cuối cùng là về mặt chính sách, về mặt hệ thống thì sẽ như thế nào để tác động đến hiệu quả học tập. Thì ở đây tôi có hai câu hỏi, tôi xin gộp lại thành một câu hỏi, đấy là những chính sách nhân sự nào sẽ áp dụng để xây dựng văn hóa học tập, và cụ thể đấy là cách lập KPI để đánh giá được hiệu quả đào tạo gắn với hiệu quả kinh doanh. Thì ở đây chúng ta anh Sơn có thể chia sẻ một số đơn vị mà anh Sơn đã làm về cái chính sách nhân sự thế nào để hỗ trợ cho cái việc xây dựng văn hóa học tập. Sơn ạ, xin mời Sơn. Cảm ơn Nam. Đây là một câu hỏi cực kỳ khó khăn, và thường thường là các L&D manager là họ né mỗi lần mà ban tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị gọi lại là tôi cho các anh hàng đóng, các anh các chị hàng đóng tiền, nhưng mà chẳng biết mang lại hiệu quả gì một cách rõ ràng, trong khi đó sale thì nó có số, nó đập vào mặt mấy ông đó, đúng không? Thì thông thường cái cách Sơn làm là như thế này các bạn, là mình sẽ tiếp cận với lại các anh chị là giám đốc kinh doanh, và đi cùng với lại một bạn bên nhân sự hoặc là HRPB. Thì là mình sẽ làm việc cùng với họ, mình sẽ đặt ra một số những cái câu hỏi, họ liệt kê những cái người nào mà họ, nhưng mà cái cách mình xây dựng cái khung